Có những cô mà gặp những đức, mấy cô nói một câu, mấy cô nói gì nè, cô nói mà làm cho mình cũng hưng khởi cái tâm. Cô nói là thầy ơi, mỗi tuần chủ nhật mà con đi về chùa này con tu giống như con được giải thoát kìa. Cái nói ủa bà nói gì mà dữ vậy? Bà nói thiệt đó thầy, thầy biết rằng đi tu tu vậy con ở nhà con là con nhiều thứ con lo lắm, con cứ lo chuyện này chuyện kia buôn bán rồi thứ này thứ nọ chồng con tùm lum. Vậy mà chủ nhật con về chùa thầy á là con ngồi con ăn cơm là chị em đồ gặp nhau cười hú hí nói chuyện thoải mái luôn, mà cũng không có chiếc điện thoại nào gieo cho mà báo tin chuyện này chuyện kia cho con. Con nói thiệt là chủ nhật con về đây giống như con được giải thoát vậy đó thầy. Nên từ nơi đó mà những đức thấy quý vị á, khi ngồi ăn cơm mà quý vị vui vô cùng, quý vị thấy rõ ràng không? Ngày chủ nhật tự nhiên chị em gặp nhau trong đây, mình buông xuống tất cả những cái duyên trần, trong tâm trạng nó thoải mái gì đâu. Ăn cơm rồi lên chánh điện nghe pháp, rồi niệm Phật lễ Phật, rồi chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm, không cần bận tâm cái chuyện mà tu xong phải ra nấu nồi cơm gì chứ, có người nấu sẵn. Đúng là giải thoát không? Rõ ràng đó, đúng không? Tại sao mà ta về đây đông? Vì người ta có được cái sự giải thoát. Nó nên bữa nay gạo nhiều gì đó, mỗi người nhận 10 kg để làm chi? Kết duyên, đem về nhà cho cái người mà chưa đi tu đó, bắt bắt nó. Chưa tu gì chứ đúng không? Ăn ăn với tự đi tu luôn. Có giỡn không? Quý vị biết rằng nghe, Phật đã nói là bố thí nhiếp. Phật đã nói là bố thí nhiếp chứ không phải chuyện giỡn đâu. Bây giờ những đức nói thiệt chứ quý vị chứ. Bây giờ một số người mà đi về chùa mình bây giờ ở đây mà đây bây giờ những đức nói thật chứ, có chư tăng chư ni ở đây nè. Một số người ít những đức nói thật lòng chứ. Nếu như những đức mà không phát động chương trình cúng dường, vậy mấy chư tăng ni đi về đây? Nên từ nơi đó trời ơi, có thực mới vực được đạo. Đi đến đây tốn xăng dầu, nghe ông nói có gì đâu hay. Tốn xăng dầu ông cũng phải trả lại xăng dầu chút tôi mới đi chứ, hiểu không? Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó cái này nói đừng có buồn nghe. Quý vị thử đi, bây giờ nêu lên từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật đi đến tu thôi, mời chư tăng ni đi đến đây tu thôi, không cúng dường nữa, thì quý vị biết trong 100 người chắc còn được 5 người. Nói thiệt á, còn được 5 người đó. Bây giờ như những đức đi bây giờ á, mà trong thời thế khó khăn gì mà từng nào cũng đến nghe ông nói gì mà chưa có cảm nhận được, thì những đức nói thôi tôi đi kiếm chỗ nào có chút cháo chút cơm, chứ mà đi đến với ông mà toàn là hao cơm hao cháo không mà không cái gì đem gì hết trơn, thôi tôi không đến. Không hiểu thì không đến. Hiểu quý vị? Cái này là nói xác thực 100% đó. Nên Phật đã dạy là bố thí nhiếp. Cái nguyên lý của bố thí nhiếp nó không đơn giản đâu. Nên cái câu nói thật á, tuy là nó mắc lòng, nhưng mà cái lời nói thật vẫn là thấy hay. Quý vị công nhận quý vị, nói thật lòng là hay. Tại vì sao mình nói thật lòng? Mình không có nói chuyện giả dối, mình không phải ngọt trước mặt mà trọt sau lưng, không có chơi vậy. Mình nói thật thì cái người đến với mình á, là người ta chơi với mình là thật. Rồi từ từ nhờ cái thật mà mới chuyển hóa được người ta. Hiểu quý vị, con người phải thành thật, nhiệt tình, hết lòng. Giữa con người đến với con người, mình thật với người ta thì đời đời kiếp kiếp người ta thật với mình. Mình giả dối với người ta thì đời đời kiếp kiếp người ta giả dối với mình. Nó những đức làm là làm thiệt mà. Nó làm là làm thiệt. Đó, nên những đức mong rằng mỗi một con người về chùa mình tu, người ta cảm nhận được một chút gì đó của một cái tình con người. Trời ơi, xã hội con người bây giờ cái gì cũng tiền đúng không? Tình cảm nó kém lắm. Tiền là mạnh mà tình cảm thì kém lắm. Bây giờ quý vị coi, quý vị sống trong cuộc đời này, quý vị thấy không? Bây giờ anh chị em của mình, người thân của mình, mà lúc mình giàu, mình đi về quê hay gì, một cái là nó đón mình đó. Nó đón mình rồi nó chờ mình về. Hay nhà đám giỗ đám cưới mà mình về mà mình lo hết trơn đi, là mình về trễ người ta cũng chờ mình đó. Người ta chờ mình mà nhiều người ta bu đến mình lắm. Vậy mà khi bị thất thế xa cơ, hết tiền bạc á, mà về mà quý vị không có chi được gì nữa trơn á, là không có được như ngày xưa đâu. Những đức nói tiền nó mạnh lắm. Tiền nó mạnh lắm quý vị à. Nên người ta mới dùng cái câu là có tiền mua tin cũng được. Thấy không? Cái đồng tiền nó mạnh lắm. Nếu vô cái tâm của con người thiện mà tiền á, thì tiền nó sẽ dùng được rất là nhiều lợi ích, mà nó giúp cho nhiều người tốt đẹp lắm quý vị. Tại vì có đồng tiền mới giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng mà đồng tiền mà nó vô cái tay của người ác á, thì đồng tiền này nguy hiểm dữ lắm. Nên tiền nó không có cái ý trong đó, nhưng mà ý là do con người ý ra với tiền. Nên ý tốt thì tiền tốt, mà ý xấu thì tiền xấu. Hiểu không quý vị?
Quý vị chỉ cần nhận thức điều này thì quý vị thấy cuộc đời này á, hư tình giả ý dữ lắm. Nó ít có cái chuyện mà gọi là không được lợi ích cho mình mà dám bỏ ra lắm quý vị. Đều là mong lợi ích cho mình không à, rồi mới chịu bỏ ra. Quý vị biết á, những đức cũng nghĩ lợi ích cho mình, những đức mới bỏ ra. Mà cái lợi ích cho mình là cái gì quý vị biết không? Là những đức nói cái thân giả này phải làm cái việc tu nhân tích đức. Thì bản thân mình tu nhân tích đức thì bản thân mình mới được nhờ. Đây cũng là cái nghĩ cho mình. Mà cái nghĩ này là cái nghĩ đúng là Phật dạy, cũng nghĩ cho mình nên mới làm. Chứ không những làm chi à? Không mà tự nhiên những đức kêu người mù về đây 5.000 người chi à? Trời ơi, chương trình người mù, mọi lần mà những đức mà ngồi ở đây, quý vị biết rằng những đức về những đức muốn xỉu luôn. Tại vì cái lượng người và cái hơi người nó không đơn giản đâu quý vị à. Nó kinh lắm. Những đức ngồi đây nè, quý vị biết rằng là nói chuyện mà ở dưới nó hắt lên, những đức chịu không nổi luôn. Mà những đức ngồi từ khi qua mà ngồi suốt, ngồi cho tới khi xong hết chương trình. Là cái ý gì quý vị biết không? Là cái ý những đức muốn coi cái chương trình này tới kết cục của nó làm sao. Có nghĩa là có tâm lắm á, chứ nếu không có ai tổ chức đâu. Mà còn bỏ tiền, một số tiền quá lớn để làm là do cái gì? Hiểu được cái nguyên lý của cái lợi ích khi đến thế gian này phải làm cái gì đó. Ý những đức muốn nói cho quý vị nghe rằng, hiểu được cái nguyên lý đến thế gian này làm cái việc gì đó tốt đẹp mà thấy mừng, thì tự nhiên có cực cũng thấy vui à, có cực cũng thấy vui nè. Đó, rồi quý vị coi như như chiều thứ bảy bây giờ bắt đầu là cũng đông rồi đó, từ từ đông rồi đó quý vị, thấy không? Nên chùa mình nó có nền sẵn à, phát triển là đông liền. Mà người ta thứ bảy người ta dễ vị biết cái cách học tập về đạo làm con của mình bây giờ là phong phú rồi đó. Bắt đầu là phát triển tư tưởng học tập đó, nó không phải nó bị một cái trạng thái cứng vào một điểm nữa, mà nó phát triển lại rồi, nó trở thành phong phú rồi. Có nghĩa là học tập làm sao mà nó trao đảo vào hoàn cảnh luôn, để nó trở thành gọi là phù hợp nhân sinh đó quý vị. Chứ nó không có đặt vấn đề vào hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, mà nó làm cho người ta bị đừ cái câu đó luôn, nó nặng cái câu đó rồi. Nên từ nơi đó bây giờ mình phải quyển chuyển lại những vị trí khác để nó quay lại cái câu kia, vậy thì có thể người ta tiếp nhận được. Trước nhất là nhân sinh làm sao cho gần gũi nhất. Thì quý vị biết nghĩ từng chút mà tổ chức chương trình lên ngồi nói chuyện gì cũng hao hơi tổn sức của nó giỡn đâu. Cổ những đức nó bị ho, mà tại sao những đức nói nó hết ho? Những đức quên ho. À, quên ho. Chứ những đức có nghĩ cần cổ mày nói mạnh nó ho là sao? Nói mạnh ho là sao là nó ho? Nhưng mà mình nói mày nói đại đi, ho ho, nói thì tự nhiên cái tâm mình nó mạnh hơn thằng ho, thì thằng ho trốn mất tiêu. À, cái tâm của mình nó mạnh hơn thằng ho thì thằng ho trốn mất tiêu. Mà cái tâm mình nó yếu hơn thằng ho thì thằng ho nó phấn đấu lên. Nên quý vị coi cái tâm của mình đối với đạo nó mạnh cỡ nào, đúng không? Nên mục tiêu của mình cầu giải thoát là phải cực kỳ mạnh. Phải cực kỳ mạnh, quý vị nhớ nha. Nhiều người biết tu nhân tích đức, niệm Phật lễ Phật, giúp cho quốc thế dân an. Nhớ đó. Nên bây giờ là phải phát động cái chương trình là nhà nhà có ngôi tam bảo. Nhà nhà có ngôi tam bảo. Bây giờ những đức đặt 1.000 bộ tượng tam thánh rồi đó. Đặt được 1.000 bộ rồi đó. Mà đúng là cái nơi làm tượng làm cho mình không kịp thiệt nghe. Làm không kịp cho mình thiệt luôn á. Bây giờ những đức làm 2-3 chỗ vẫn làm không kịp luôn. Bây giờ những đức nói những đức dồn hết tiền bạc cho những đức làm tượng Phật á. Những đức mà khi làm cái gì là những đức muốn làm tới cùng luôn cho quý vị biết á. Nó còn cả đời con người mình mà làm tượng Phật kiểu này chắc là thôi. 8 năm nay không biết bao nhiêu tượng Phật, tượng Bồ Tát đó quý vị. Mà tại sao những đức chỉ làm một mẫu hình tượng ngồi? Có nhiều người hỏi thầy sao thầy làm tượng ngồi quậy với thầy. Những đức nói tôi muốn ngồi chỗ niệm Phật. Đúng không? Tôi muốn trụ một pháp môn tịnh độ này thôi. Tôi không muốn chạy vòng vòng tam quốc, hiểu không? Nên tôi muốn trụ ngay tịnh độ này nên tôi làm tượng ngồi. Là tôi muốn ở nơi đâu tôi ở một nơi mà rồi. Tôi không muốn đi đâu hết trơn à. Đó, nên làm tượng ngồi suốt luôn. Và những đức cũng tặng cho quý vị bộ tượng ngồi là cũng mong quý vị nghe được Phật pháp rồi đừng có đi lông nhông nữa. Đừng có xách gói đi tối ngày chi cho nó mệt. Nghe ngóng chi nó mệt lắm. Hiểu không quý vị? Đừng có đi vòng vo tam quốc. Câu Phật hiệu này là cái gốc của phước báo và trí tuệ. Nhớ nghe, câu Phật hiệu này là cái gốc của phước báo và trí tuệ. Tin rồi thì
bồi ngay cái gốc này sẽ sanh ra tất cả phước và tất cả trí huệ. Ngay câu Phật hiệu này: Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Mà còn chưa hiểu sao nó tự nhiên bây giờ đi niệm Phật rồi còn chạy đi tùm lum la thứ chứ. Đừng có bỏ cái gốc này, bỏ cái gốc này nó sẽ bị chết cái gốc, thì cành lá cũng tiêu điều mà chết theo. Phải nhớ. Nên từ nơi đó mà phải bòi cái gốc này cho cực kỳ mạnh ngay câu Phật hiệu này. Trời ơi, mỗi tuần chủ nhật mà về để nó xấy ngay cái tâm như vậy thì làm sao mà bỏ tịnh độ đây. Thì coi bây giờ cái người này không biết cái gì mà tu tịnh độ, càng ngày nó hừng hực lên. Hừng hực thì mình hừng hực theo. Nên tự nhiên nghe tịnh độ với con người mà trời ơi, nó hừng hực cái tâm mình lên vậy đó. Chỉ có cái mạng này sống nay chết mai sợ cái gì. Không có cái gì mà chúng ta phải lo sợ trong cuộc đời này bị buồn hết chứ. Còn con cái của mình yên tâm đi, duyên phước sẵn hết rồi, khỏi cần lo. Trời ơi, mình chỉ có trách nhiệm sanh và nuôi và dạy. Nghe không nghe đó là duyên của mình và nó. Chồng thương cũng được, chồng bỏ cũng được. Em vẫn là em như thở nào. Em vẫn là em như thở nào đúng không? Nên bây giờ anh muốn bỏ thì bỏ đi, đúng không? Tôi bây giờ tôi hiểu rồi, đúng không? Tôi bây giờ tôi hiểu rồi anh ơi. Anh thương thì tôi nhờ, mà anh không thương thì tôi chịu. Tôi hiểu rồi, tôi không có khổ nữa. Không phải là không thương anh mà tôi không có khổ nữa. Tôi nói rằng đời này của tôi không có khổ nữa. Tôi đã nhiều đời nhiều kiếp tôi khổ rồi anh à. Nên đời này tôi không có khổ nữa đâu nha. Không? Quý vị mà làm được vậy thì quý vị là đúng là một người tu tuyệt vời. Ai mà không học theo quý vị. Hồi sáng như Đức gặp một cái cô có nói, có một số bạn đồng tu đi Đông Tây Nam Bắc, nó đi lang thang tứ tung. Cái cô này ngày xưa cũng đi chung, xong tự nhiên có đi đến chùa mình cứ dính luôn, cái cô dẫn đoàn đến đây tu luôn vậy đó. Nè, thì cô tu có một thời gian ngắn, cái mấy cái bà mà đi lang thang kia, mấy bà mới thấy cái bà này tu có kết quả, là thấy cái tâm trạng bà này vui vẻ và gia đình thấy ổn định như vậy. Thì mấy cái bà đó bà nói, ủa lúc này em đi đâu mà ít thấy đi lang thang giống các chị vậy? Thì nói là bây giờ em chuyên niệm Phật, đi đến đúng một ngôi chùa để tu tịnh độ thôi. Thì mấy cái bà kia mới xin đi theo. Thấy không? Bà xin đi theo mà ngay cái ngày lễ Du Lan bữa đó, bữa đầu tiên bà nghe như Đức cũng nói, bà nói ông thầy này giảng tôi vô không nổi. Mấy cái bà mới đi bữa đầu bà nói là ông thầy này giảng tôi vô không nổi. Thì cái bà kia bà nói chị gán thêm 2 ngày nữa đi, chị vô liền. Trời ơi, cái bà kia bà cố gắng, bà nói là nghe ổng giảng xong mà đập ầm 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 chịu không nổi. Nghe mấy thầy kia giảng nhẹ nhàng, nó như thầy Pháp Hòa đồ này kia giảng quá nhẹ nhàng, dễ thương gì đâu. Mà nhìn ông thầy Đức này với thầy Pháp Hòa cho cái mặt thầy Đức thấy gớm. Nói vậy luôn trời. Rồi xong mình nói à đúng rồi, thầy Pháp Hòa thì quá đẹp, quá duyên dáng, quá đẹp quý vị, quá dễ thương mà những Đức còn mê ổng mà. Hiểu không? Mình thì thấy gớm quá thì đúng rồi, đúng quý vị. Rồi xong cái bà kia bà nói à thì dễ thương như vậy đấy, nhưng mà bao nhiêu năm nay em được cái gì rồi? À, hiểu không? Xong rồi chị ngày xưa cũng vậy mà, nên bây giờ chị hiểu rồi em à. Đó, nên quý vị thấy không? Xong bắt đầu là cái bà này ý bà nói là ti thằng thầy này xấu, nhưng mà nó cho mình một phương pháp, hiểu không? Và mình nghe nó, mình không có mê nó. Mà mình chỉ được cái phương pháp để áp dụng trong cuộc đời, mà mình được lợi ích khi mình nghe pháp, chứ mình không có mê cái miệng, không có mê tướng tá nó. Hiểu không? Thấy là bà kia bà hiểu rồi, thấy chưa? Bà kia bà hiểu, bởi vì xấu có cái lợi của xấu. Thấy không? Chứ mình đâu có nói cái gì đâu, đâu có buồn trách ai đâu quý vị, thấy không? Nhưng mà rõ ràng cái bà kia bà hiểu. Rồi xong bà nghe tới ngày thứ hai. Xong cái tối lại một cái nữa là tới chương trình mà Du Lan bên mình kết thúc đó. Thì tự nhiên tối lại một cái nữa thì như thế nào? Bà nói rằng rõ ràng ông thầy này giảng ban đầu thì nghe sốc, nhưng mà đúng là ông này ổng sốc mà thích.
Nhưng mà kêu anh nói ổng sống mà lại tích. Tự nhiên thấy rõ ràng quý vị thấy không? Nên cái người mà khi nghe nhận thức được rồi nghe người khác khó lắm. Tại vì sao? Vì cái đô người khác nó thấp quá. Hiểu không quý vị thấy không? Cái đô nhận thức nó mạnh quá. Nó lên là nó ầm 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 ầm. Quý vị thấy không? Nó không có gọi là rô đai. Thấy không? Từ đầu tới cuối luôn. Nên có nhiều bà mới nói công nhận thầy Đức này lực gì đầy đủ ghê. Từ đầu tới cuối ầm 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 ầm. Chứ người ta thì ta rô đai mà tới cuối người ta còn làm không nổi nữa. Cuối mới vô người ta nhẹ nhẹ nghe vậy mà sao cuối cùng người ta rên luôn không nổi. Nó không nổi. Còn mình thì vô là ầm ầm, cuối ầm ầm mà chứ giữa nó còn dữ dằn nữa, kết luận nó còn ầm ầm dữ nữa. Nên từ nơi đó thấy không, nó tỉnh. Thì thấy không? Cái thời cuộc này nè, phải là cái môn này nè. Cái môn này nó có phù hợp chúng sanh. Cho quý vị coi, bây giờ quý vị mà yếu yếu á, họ ngồi ở dưới họ làm nè. Trời ơi, nghe cái gì nữa quý vị? Nó phải ầm ầm thì con người nó mới tỉnh, mà tỉnh thì mới nghe. Công nhận quý vị. Nó nên á, đừng có bao giờ chỉ nghe phớt qua mà kết luận. Quý vị phải nhớ, mỗi một con người giảng pháp mà người ta nghe đông thiệt đông mà ngồi bên dưới nghe, quý vị phải thấy ông thầy này nhất định ông phải có tuyệt chiêu. Cái đó mới là góc độ sâu. Nhưng mà cái tuyệt chiêu á, thì quý vị mới nhìn ra được cái chiêu của ông này là cái chiêu gì, chúng sanh hay gì danh gì lợi. Hiểu chưa? Chứ nếu như quý vị chỉ thấy ông này người nhiều người nghe đông thôi, ông này nói chuyện rất khéo thôi, nhưng quý vị không nhìn sâu thì quý vị vẫn là người thất bại, không nhìn sâu được. Tại vì thế gian quá nhiều người phù phiếm, nên người ta đẩy vào cái phù phiếm để người ta dẫn dắt mà danh lợi. Và cuối cùng quý vị không có một phương pháp gì cả luôn. Vậy thì quý vị biết rằng cái cách của ông thầy này không đạt, vì ông không đưa ra phương pháp. Hiểu không? Nên mỗi một người giảng pháp mà rất đông người nghe là đều có một cái phương pháp rất hay, nên mới lôi kéo được rất nhiều người đi theo người ta. Thêm cái nữa là người ta dám bỏ ra. Những Đức nói vị 100% luôn, ông thầy nào giảng pháp mà Phật tử đông, toàn là những ông tâm lượng phải dám bỏ ra rộng rãi. Họ mới rộng rãi. Trước nhất là họ dám bỏ ra. Nhưng mà có những người họ bỏ ra một nhưng họ lấy lại 10. Họ nghĩ được điều đó luôn. Còn có những người bỏ ra nhưng không cần lấy lại luôn. Khác hoàn toàn. Mỗi người nó có một cách quý vị à. Ví dụ như hưởng được thế gian pháp hay là hưởng xuất thế gian pháp thì tùy con người nhận thức thôi. Đó. Nên quý vị phải hiểu nguyên lý này. Nên cái việc mà mỗi người chúng ta chia sẻ Phật pháp đều có một cách hay. Nên mỗi một người chúng ta được sự nhận thức á, là chúng ta phải có cái trụ tâm chuẩn một môn thì nghe sao cũng không sao. Nhưng mà quý vị như Đức khuyên quý vị tốt nhất chuyên niệm Phật vẫn là hay. Chắc chắn luôn. Vì cái lý luận của con người ghê lắm. Nó gọi là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà. Miệng không dành nó méo tứ tung. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết á, quý vị mà đụng với cái lý luận của thế gian pháp á, thì quý vị chết chắc luôn, quý vị ra không nổi đâu. Nghe cái là dính cơ liền, không nói vòng vo, chạy ra không nổi. Nó tốt nhất là gì? Quý vị nhắm ngay câu Phật hiệu, quý vị làm lý luận đi. Lý luận cũng đó mà giải thoát cũng đó, một tiêu chuẩn luôn. Rồi quý vị thành công liền, chắc chắn quý vị. Con đường này những Đức đi mười mấy năm nay mà, nó cứ là phan ầm 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 vậy đó. Vậy đó mà cũng có những người người ta thích. Nên bây giờ chúng ta đủ duyên quý vị cố gắng. Nên cả đời này mình cứ chân thật mình niệm Phật cho đặc biệt. Gia đình có ngôi tam bảo rất quan trọng. Nhớ nghe, vẫn là phải nhắc lại chỗ này. Gia đình có ngôi tam bảo rất quan trọng. Sáng tối công phu được rất quan trọng. Có phương pháp tu ở nhà, dù đi đến chùa không được cũng tu được ở nhà, rất quan trọng. Việc này từ xuất gia cho tới hàng cư sĩ, những người hữu duyên cùng những đức, chúng ta cùng chung tay để phát triển ngôi tam bảo từng nhà. Mình gặp Phật pháp mình được lợi ích, mình muốn đem cái lợi ích này chia cho người ta. Nhớ nghe quý vị, đem Phật pháp chia cho người ta, đem pháp môn tịnh độ mà chính Đức Thế Tôn rất chú trọng chia cho người ta. Quý vị phải biết rằng là trong 49 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp,
bao nhiêu pháp tu, nhưng để cắm gốc ngay tịnh độ là quan trọng nhất. Nếu như thờ mạt pháp này mà không có pháp môn tịnh độ thì quý vị biết rằng là trong thờ mạt pháp này hoàn toàn chúng sanh chúng ta đọa lạc hết trơn, đọa hết luôn. Chúng ta không có vô được một cái pháp nào mà mình đạt được hết trơn, không bao giờ vô nổi. Quý vị coi nè, bây giờ trì chú ở đây không phải ai cũng trì chú được, công nhận quý vị. Trẻ thì trì được nhưng già sao trì. Tụng kinh không phải ai cũng tụng được. Người không biết chữ sao tụng kinh, mắt mù sao tụng kinh, miệng mồm đọc không nhanh lẹ sao tụng kinh, đúng quý vị. Lỗ tai nghe không rõ sao tụng kinh, thấy chưa. Xây chùa không phải ai cũng đứng ra xây chùa được, vẫn khó đúng không. Bố thí cúng dường không phải ai cũng bố thí cúng dường được, đúng không. Đi làm từ thiện không phải ai cũng đi làm từ thiện được, đúng không. Chỉ có đúng niệm Phật thì thượng trung hạ, khỏe bệnh hoạn, đẹp xấu si cầu que đều niệm được. Đức Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni quá từ bi, từ bi đến mức mà không tưởng tượng được sự từ bi này luôn. Chỉ chúng ta ngay pháp môn tịnh độ này ai cũng tu được, có đứa con nít cũng tu được luôn. Chỉ cần một câu Phật hiệu này chân thật niệm đều tu được hết trơn, lợi ích cực kỳ lớn luôn. Quý vị coi, ai đau chân có thẳng chân không sao đâu. Quý vị coi, nếu như chúng ta mà có lòng tin này thì bây giờ quý vị coi, mình chân thật mình niệm câu Phật hiệu này liền. Mà mình chân thật mình niệm, mình khuyên người ta niệm Phật. Thí dụ như các đứa trẻ trẻ này nè, đi vô chùa bây giờ nghe gì rồi, đi vô cho công sở làm việc này kia, dẫn dắt giới thiệu cho các bạn trẻ niệm Phật. Mà muốn dẫn dắt giới thiệu cho ta niệm Phật được thì mình phải làm sao? Hành động của mình, hành động của mình từ hiếu với cha mẹ, hòa thuận với bạn bè anh em, sống hòa nhã, có tiền bạc rộng rãi, không có hẹp hòi keo kiệt với bạn bè, chơi với bạn bè không tính toán, thì nó nhìn cái hành động mình mà mình dạy nó nghe, phước của mình nó tăng càng lớn càng lớn càng lớn lên. Đãi người ta một chầu nước mà dẫn người ta đi niệm Phật được nên đãi luôn. Dám bỏ tiền ra một chút nhưng mà dẫn người ta đi tu được, bỏ luôn. Vậy đó mà bỏ trước mắt mà nó âm đức sau lưng. Sau này đến khi mà phước báo nó hội tụ thì sự thành đạt trong cuộc đời của mình cực kỳ lớn. Con trẻ không cần thành đạt, con trẻ không cần giữ tiền, đem tiền xả cho chúng sanh để dẫn nó đi tu hết luôn. Rồi âm đức về sau khi cần tiền là tự nhiên có tiền. Trong mạng đã có tiền, khi cần tiền là có tiền. Trong mạng có tiền làm chơi cũng có tiền, trong mạng không có tiền tính cỡ nào cũng không có tiền, làm ăn cỡ nào cũng không có tiền. Nhiều người ngồi trong đây nè, tiền như làm ăn mà có trong tay vậy đó. Vậy mà tự nhiên vừa có tiền là có bệnh, vừa có tiền là có việc đến liền, có sự cố đến liền, phải sạch tiền. Vì sao? Vì trong mạng không có tiền, trong mạng không có tiền. Quý vị nhớ nha, ăn trộm ăn cắp trong mạng không có tiền, đố đi ăn trộm ăn cắp được. Làm quan tham ô trong mạng có tiền mới tham ô được, trong mạng không có tiền làm sao tham ô. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ cái lưu quý vị không có miếng gạo, quý vị đi wow cỡ nào nó cũng không có gạo hết trơn, hiểu không quý vị. Bây giờ cái lưu quý vị là cái đáy lưu bể hoàn toàn, quý vị có đổ bao nhiêu nước vào lưu nó cũng chảy hết ra. Trong mạng không có tiền là cái lưu bể, cái lưu không có đáy. Quý vị có đi trộm cắp bao nhiêu đổ vô thì nó cũng đổ sạch ra, mà nó quan mạng cho mình là tội và mang cái quả báo. Còn cái người mà bị mắc tiền bạc nó đâu có mắc gì đâu, trong mạng của mình là nó có tiền. Còn nó bị lấy đây là do nhiều đời nhiều kiếp mình đã lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại. Nhưng mà cái người đi ăn trộm ăn cắp là do không hiểu định lực nhân quả, nên họ quên đi là trong mạng của họ có tiền tu phước duyên của đời trước quá nhiều, nên đời này của họ trong mạng có tiền mới đi ăn trộm có được. Mà đi ăn trộm là bị tổn phước rất là lớn, mà còn phải chịu cái quả báo của trộm cắp. Đây mới là chỗ cực kỳ đáng thương. Nên cái người khi nghe đạo rồi, tiền của vật chất của cha mẹ anh em tuyệt đối không dành, tuyệt đối không dành không giật. Thí dụ như cha mẹ chia cho con cái chai thứ hai,
căn nhà mặt tiền, à được, mừng cho anh trai thứ hai. Chia cho thằng Út hết trơn của cải luôn, mình không có một cắt gì chứ. A Di Đà Phật, rất là mừng. Không có gì cả, hiểu không? Không có tranh giành. Vì sao? Vì trong mạng mình có là có, trong mạng mình không có là không có. Hoàn toàn tin chỗ này 100%. Học Phật mà không tin chỗ này là quý vị không tin Phật, hiểu không? Học Phật mà không tin chỗ này là không tin Phật. Nó nên bây giờ á, bây giờ Nhẫn Đức nói rằng á, bây giờ nếu như trong chùa mình tất cả các cụ mà bây giờ không có đồ ăn gì hết trơn thì các cụ chết đi. Tại vì sao? Vì mấy bà hết phước rồi, chết đi. Còn nếu như mấy bà có phước thì có người đem đến cho ăn, thấy không? Hoàn toàn phải tin 100%, phải tin. Tin như vậy thì sao? Tâm trạng thoải mái vô cùng. Còn quý vị nhà có 3-4 người, quý vị còn không dám tin. Quý vị biết vì sao chúng ta không dám tin không? Bị tình cảm che mờ lý trí. Bị tình cảm con cái mà che mờ lý trí. Còn ở đây những đức thương nhưng không bị tình cảm che mờ lý trí, nên những đức mới tỉnh táo trong nhân sự. Còn nhà mình có 2-3 người mà tại sao mình bị mê? Vì quý vị bị tình cảm che mờ lý trí. Nên giữa con người đến với con người, nó rất dễ bị tình cảm làm mình mù quáng. Nên quý vị biết tại sao Tôn giả Mục Kiền Liên mà không cứu được mẹ? Vì bà, vì ngài vừa thấy mẹ của ngài bốc cơm chuẩn bị ăn mà lửa cháy lên, thì trong lòng ngài xót xa. Vừa xót xa thì ngài không cứu được mẹ ngài, hiểu không? Xót xa là ái tình, ái tình thì không cứu được mẹ. Nên ngài phải nhờ Đức Phật và tất cả những bậc thánh tăng để kết duyên cùng với những vị đó để cứu mẹ. Chứ đúng ra dưới cảnh giới của ngài là cứu được mẹ rồi, nhưng mà do ngài bị ái tình buộc ràng, cảnh giới như vậy mà còn thể hiện cho quý vị thấy rằng vẫn bị có ái tình. Khi khởi lên thấy người thân của mình khổ đau, cảm động, cảm động thì tự nhiên chúng ta không có khả năng cứu họ, thấy không? Đó là cái thể hiện chứ không phải là các ngài như vậy, hiểu không? Thể hiện cho mình thấy rằng là trong cái cuộc đời này chúng ta rất dễ bị ái tình làm mình khổ đau, tình cảm làm cho mình khổ đau. Nên người sống trong tình cảm mà có thể vượt qua được tình cảm thì không đơn giản chút nào. Có thể ở trong tình cảm mà vượt qua được tình cảm. Khi vượt qua được tình cảm thì thật sự tình cảm này mới là tình cảm có trí tuệ. Vì chúng ta vượt qua được tình cảm thì chúng ta thương họ và chúng ta mới giúp họ. Còn nếu như chúng ta không vượt qua được tình cảm với họ thì chúng ta thương họ mà hại họ. Nên phần nhiều chúng ta đều là thương người thân là hại không à. Nên quý vị mới tính ra cho họ là cái này để cho con trai, cái này để cho con gái, cái này là của con nè, cái này là để cho con nè, sợ mai mốt lỡ có chuyện gì gia đình khổ thì sao. Nên chúng ta toàn là bị ái tình làm mình mờ trí hết trơn, không tin nhân quả. Nên mỗi một người đều có nhân và có quả, có phước trong mạng nhiều ít đều có sẵn hết trơn. Nếu trong mạng họ hoàn toàn không có phước là họ vừa sanh ra họ tức khắc chết liền. Vì trong mạng không có phước là vừa sanh ra tức khắc chết liền. Nên con người mà sống thọ, sống lâu là phước báo nó kéo dài như cái cây mà đầy đủ mũ vậy đó. Nếu cái cây mà nó khô mũ cũng như khô máu vậy là chết. Nên con người khi hết phước là chết liền. Nên nó còn sống là nó còn phước. Phước là từ nó tạo ra chứ không phải mình tạo dùm cho nó. Mình chỉ là người chỉ nó để tạo ra phước. Nên phước là mỗi người tự tạo ra. Thì mình sanh con, mình được quyền nuôi con, đó là nhân. Nhưng cái phước trong mạng của con và cái tu của con, mình chỉ dạy con thì tùy con phát tâm tu. Còn cuộc đời của con là nó có nhân, có quả của nó. Quý vị có đặt dùm, đặt cũng không được. Quý vị có kéo ra, kéo cũng không được. Nó đã là tốt thì quý vị muốn kéo nó qua cái xấu cũng không được. Nó đã là xấu, nó muốn xấu, vậy quý vị muốn kéo ra cái tốt cũng không được. Nên cái tốt, cái xấu là do tâm niệm của mỗi một con người. Khi chúng ta tu nhận thức để rồi chúng ta chuyển hóa lại thì quý vị phải hiểu định luật nhân quả. Khi hiểu rồi thì chính bản thân mình sẽ luôn luôn an vui và tự tại. Hiểu không? Trời ơi, nghe gì hoài nhưng mà không chịu cởi mở ra đi mấy bà. Hiểu không? Nghe hoài đó mà không chịu cởi mở ra đâu. Khô hơi cạn tiếng đó. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nên phải kiên nhẫn lắm. Nói nó không phải là khỏe đâu quý vị. Nó phải là tâm quyết dữ lắm. Khi nói nó mới nói mạnh như vậy cho quý vị nghe đó. Tâm quyết cực kỳ mạnh luôn.
Thì quý vị biết vì sao nhà Đức chú trọng cái việc ngôi Tam Bảo trong gia đình? Vì nó độ quý vị mà nó độ luôn dòng họ quý vị từng đời nói tiếp. Cái đó mới là cái quan trọng. Mà để ảnh hưởng con cháu từng đời sau này, ông bà cha mẹ đã thờ ngôi Tam Bảo gia đình tốt đẹp, tiếp tục nó học theo phải thờ ngôi Tam Bảo. Tượng này hư cũ đi nó mới thỉnh tượng phát, thỉnh tượng khác. Vì sao? Vì cái nhân ban đầu mình đã tạo cho nó. Và đứa con, đứa cháu, dòng họ gì đến gặp ngôi Tam Bảo, nhìn thấy đẹp quá, học thờ theo, độ nhiều người lan can. Hiểu không quý vị? Cái điều này nên làm, chân thật mà làm. Nói quý vị coi, tượng Phật thì ta gặp người ta lại, chứ hôm nay ta gặp người ta quýnh Phật. Những đức người ta gặp người ta còn chửi, chứ Phật không ai dám chửi. Nói quý vị, nên từ đó thỉnh Phật cho người ta thờ là quá đúng. Làm việc này bởi vì có 10 công đức niệm Phật, 10 công đức lễ Phật, 10 công đức làm tượng Phật, đúng không? 10 công đức phóng sanh, 10 công đức in kinh sách, đúng không? Nhưng mà không thấy 10 công đức xây chùa. Ngộ ghê ha. Nó rõ ràng có công đức đó, nhưng mà những công đức kia thì nó có, nhưng mà không thấy nghe nói. Chắc là khó làm quá hay sao, đúng không? Đó, nhớ. Người Phật tử đi chùa càng lâu thì càng có tâm cung kính và khiêm nhường là đúng. Coi lại đi, có khi đi chùa lâu viết lờn mặt, thấy không? Nó gần chùa ẩm Phật đi chơi, tưởng Phật hiền lành gọi Phật bằng anh. Hiểu không? Nó đi đến đây hoài viết rồi anh thầy. Hiểu không? Nó gần gũi viết thân quá, thấy dễ quá, phải không? Viết từ từ gặp kêu anh Đức. Nó gần phần, có nghĩa là gần chùa ẩm Phật đi chơi mà. Giống như ý nói là quá gần gũi viết xem thường. Hiểu không? Như trong chùa cũng vậy nè. Nhiều người họ gần gũi viết xem thường. Còn người ở xa mà không gặp được, ta muốn gặp cho bằng được. Chứ trong chùa gặp mặt hoài viết nó chai, viết rồi nó xem thường luôn. Mà cái tâm khinh nhờn, cái tâm xem thường là cái tâm tổn phước tổn duyên. Chứ vị biết thấy không? Nên mình được nghe như vậy nè, được ngồi mỗi tuần chủ nhật gì nè, có khi mình không quan trọng thì mình không có để ý tới nhiều đâu. Nhưng mà một ngày nào có khi ngồi đây cũng không có ngồi được. Thì tự nhiên lúc đó trời ơi, ngày xưa mỗi tuần chủ nhật vui thế ghê. Mà bây giờ mình không đi được luôn mà trời, chứ không đi về chùa được luôn ha. Nên con người chúng ta là thường là cái gì mà mắc đi là quý lắm. Thấy không? Như ngày xưa đi câu cá, mặn cá nào mà vuốt đi cái trầu ô hồi nãy vuốt con cá bự bằng bắp đùi luôn. Trong khi con cá bằng ngón tay cái vậy mà con cá vuốt đi là con cá bự ghê luôn, con cá bự lắm. Vậy mà dính con cá thì con cá có chút xíu, đúng không? Hiểu không? Cái lúc mà đang ngồi gì bình thường, đúng không? Nhưng mà sau này không ngồi gì nữa, không có tổ chức gì nữa chứ, thì thấy đúng là ước ao gì được như ngày xưa. Nên con người chúng ta thường là mắc đi rồi mà thấy liếng tiếc. Thường là ưa có cái bệnh kỳ cục gì đó nghe. Nên mình phải học Phật rồi, càng học lâu thì có cái tâm cung kính và khiêm nhường. Càng đi về chùa thì mình càng có lễ phép. Chứ không phải là càng quen mặt rồi nó bê tha luôn vậy đó. Nói chuyện không cần lễ phép nữa, không cần có một cái sự khách sáo nữa. Thua. Quý vị phải nhớ con người nó phải có lễ phép và cung kính, nó sanh phước. Nó phải tập mình càng lâu, nó phải càng hạ mình, khiêm nhường. Nó gì mình ngày xưa mới đến chùa, vô chùa nghe pháp niệm Phật lễ Phật. Tu lâu rồi giết, đến chùa cũng không vô lễ Phật luôn. Phật thì ở đâu cũng có Phật, cần gì lễ trong chùa. Thấy chưa, cái thứ này nói kiểu này là thua. Thứ này là cái thứ tào lao. Thật sự mà nói, ngày xưa mới đến chùa cung kính lễ Phật, tu 20 năm sau vừa đi đến chùa là bước vô lễ Phật liền. Tâm cung kính như thở nào. Đó gọi là giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật. Nghe không? Càng đi lâu thì phải càng cung kính, nghe không? Đi đến chùa nào cũng cung kính chứ nghe. Gặp tăng hay cư sĩ cũng cung kính nha. Đi đến chùa nào cũng cung kính, phải có tâm gì đó thì tức khắc phước lớn. Làm việc tốt thì sẽ tốt, làm việc xấu thì sẽ xấu. Đơn giản không? Làm việc tốt thì tốt, làm việc xấu thì xấu. Khỏi cần ghi, khỏi cần báo cáo, cũng khỏi cần mà khoe khoang. Làm tốt thì là tốt mà. Bây giờ tốt thì đi khoe tá lả âm binh thì nó mới tốt. Còn xấu thì không khoe, chắc không có xấu à. Vậy không có xấu thì sao đi đọa địa ngục chi à?
Có ai mà nói tôi làm xấu mà tôi ghi ra tờ làm xấu một dãy không? Làm gì xấu ghi ra hết để báo cáo không? Nhưng mà làm điều tốt thì báo cáo, đúng không? Hồi đó giờ quý vị thấy ông ghi tờ công đức không à? Chứ ít có ai mà ghi tờ tội lắm. Thôi bây giờ chúng ta tốt xấu gì thì bản thân mình cố gắng mình làm đi. Mình nhận thức đi rồi mình làm. Làm tốt thì nó sẽ tốt, làm xấu thì nó sẽ xấu. Nguyên lý này hiểu được rồi thì tất cả người nghe mình nói chuyện, nghe mình chia sẻ thì sao? Trời ơi, tâm bình khí hòa liền. Cầm một cọng tiền bỏ vô thùng tam bảo cái vèo, nhẹ nhàng luôn. Vì sao? Hiểu rồi. Những đức nói tất cả cái cúng dường thì đừng có nói là con cúng dường tượng Phật, con cúng dường cái gì. Nghe ông thầy nói làm việc đó chuyện gì tốt, đúng không? Được, con cúng dường. Con xin gỡ thầy cúng dường tam bảo. Vô cùng viên mãn. Quý vị cúng dường tam bảo, người ta có làm cái gì quý vị cũng có công đức hết. Tại vì quý vị cúng là cúng cho tam bảo, cúng cho Phật, cúng cho Pháp, cúng cho Tăng. Từ nơi đó cúng dường tam bảo là thù thắng nhất. Chứ đừng có nói à con cúng dường thầy làm cái này cho con nghe, thầy làm đúng cái này cho con nghe. Cái này là hào Phật tử không hiểu chuyện. Mới nói là con cúng cái này thầy làm cái này cho con nghe, cái này thôi nghe. Vậy lỡ cái này nó dư quá làm cái khác không được hả? Phật Pháp thì nó phải có sự quyển chuyển. Giống như nước vậy đó, nó vào chai là chai nước, vào lu là lu nước, vào hầm là hầm nước, vào sông là sông nước, vào biển là biển nước. Vào nhà vệ sinh thì là nước trong nhà vệ sinh. Nghe thấy không? Nên từ nơi đó Phật Pháp cũng như nước vậy đó, nó phải là quyển chuyển. Nên khi mình cúng dường là cúng dường tam bảo. Tam bảo thì làm cái gì là làm, miễn là tam bảo thôi à, thì nó vô cùng là viên mãn. Nghe hiểu rồi thì tự nhiên cái tâm cúng dường rất đặc biệt. Thí dụ như bây giờ người ta nói giờ thầy làm việc đó vậy đó, việc đó tốt, việc đó tốt, vậy đó à, thì mình nói à, cúng dường làm tượng Phật hay cúng dường cái gì cái gì. Nhưng thật sự trong tâm mình nói là tôi cúng dường tam bảo. Trong tâm mình á chị làm gì đó là tôi gửi cho chị đó nghe, chị làm giùm tôi đi, tôi cúng dường cái tam bảo đó, thầy muốn làm gì thầy làm. Thì xong cái tâm mình quên mất tiêu. Vừa cái tâm cúng dường như vậy là tức khắc sanh công đức liền. Mà trong công đức thì nó có phước báo vô cùng viên mãn. Hãy nhớ, gia đạo ngưng sắc sanh hại vật thì gia đạo bình yên. Khi mà nghe Phật Pháp rồi phát tâm từ bi, ngưng sắc sanh hại vật trong nhà thì gia đình tức khắc mát mẻ và bình yên liền. Gia đình còn sát sanh hại vật thì quán quỷ nó hội tụ trong nhà mình. Quán quỷ đang hội tụ trong nhà mình. Nên chư tổ sư nói rằng còn ăn mặn nhưng đừng bao giờ sát sanh hại vật trong nhà, mà đi mua thịt mà bên ngoài không nghe không thấy không biết mà mua về dùng. Nhưng mà nó vẫn có tội nhưng mà nhẹ vô cùng, vì vẫn có tâm từ bi là không muốn sát sanh, không muốn gieo cái tâm ác để giết chúng sanh trước mặt mình. Gọi là không nghe không thấy không biết. Mua loại thịt mà mặn sẵn đem về lo nấu ăn cho chồng hay con. Còn nếu mà hoàn toàn dứt luôn, gia đình không có còn sát sanh nữa thì gia đạo bình yên, hạnh phúc liền. Vợ chồng sát khí nó nhẹ lại, con cái nó đỡ hung dữ. Tại vì hoàn toàn ăn chay là sát khí nó nhẹ liền. Con người mà nó gặp nhau nó gừ nhau, kinh kênh nhau là sát khí đó. Khi mà ăn chay rồi nó quá giải sát khí đó, đúng không? Nên mình biết tu rồi, mình hiểu rồi, tự nhiên mình muốn không muốn ăn thịt chúng sanh nữa à. Thì bây giờ nghe viết từ từ là tự nhiên ăn chay à? Chắc chắn luôn, ăn thịt cũng có được nữa. Mà ăn chay nó khỏe lắm, nó không có ốm gì đâu, đừng có sợ. À, ban đầu mình còn cái nghiệp chướng á, nên mình vừa ăn chay cái nó ốm. Mà thời gian á là nó vui, bình thường là nó mập còn ác đạn hơn ngày xưa mà ăn mặn nữa. Mập lắm, mấy cô trong chùa mình giờ muốn giảm giảm nổi. Giảm được. Những đức nói cứ ăn đi, mai mốt những đức mua xe lăn cho. Từ nơi đó mọc quá, thấy không? Không có thiếu chắc đâu, đừng có sợ. Mà những đức nói phái nữ mà ăn chay là da mặt đẹp lắm. Ăn chay á, da mặt nó đẹp, rồi thêm cái nữa con người á, sắc diện con người thay đổi. Và ăn chay á, là mồ hôi đỡ hôi tối đa luôn. Mồ hôi nó đỡ hôi luôn. Quý vị biết rằng là chúng ta mồ hôi hôi nè, hôi miệng nè, hôi này hôi kia nè, toàn là do sát nghiệp mà ra không á. Sát nghiệp á, sát nghiệp nhiều quá nên sát khí nó nằm trong người mình nhiều quá. Nên khí lực con người mình nó phát ra rất là hôi. Nên khi con người mà sát nghiệp hết thì sát khí giảm. Mà sát khí đã giảm rồi thì con người mình tức khắc tỉnh. Mà con người an liền vậy đó.
Nên cái việc mà ăn chay là việc cực kỳ quan trọng. Nó nên cái pháp mà Đức Phật chỉ điểm đầu tiên là con người phải phát tâm từ bi. Mà từ bi là gì? Đừng sát hại sinh linh. Đừng sát hại sinh linh. Nên Hòa Thượng Chí Thịnh còn tại thế, đến gặp đảnh lễ ngài, ngài hỏi: con biết niệm Phật không? Biết, niệm Phật đi. Con ăn chay chưa? Ăn chay rồi. Ăn chay niệm Phật đi con. Rồi xong. Thì thấy không? Ăn chay niệm Phật là đang vô cùng thù thắng của cái đạo tu hành, mà đã ngưng lại cái nghiệp sát là hay lắm. Nó muốn cho gia đình bình yên thì toàn bộ gia đình ăn chay chứ. Hay lắm. Cả chùa mình ăn chay, mấy bà già gãy tay mà không nhứt. Trời ơi, ngộ thì ghê. Chả qua báo gãy tay mà không nhứt. Cái người mà ung thư á nghe, mà ăn chay trường cái dừng liền. Dừng lại liền vậy đó. Cái sự phát tán của ung thư nó không phát tán được. Mà khi mà ung thư là nghiệp sát nó quá nặng, nặng đến mức mà nó phát ra cái sát khí luôn rồi. Sát khí nó phát ra luôn rồi. Nó làm ung thư, nó làm nó hư bên trong. Nó lở lét. Nó bắn chỗ này, nó xì chỗ kia. Là do vì nghiệp sát nó quá mạnh. Mà ngưng nghiệp sát một phát lại một cái là tức khắc ung thư dừng lại liền. Nên cái người mà ăn chay á, dù có ung thư đi chăng nữa, nó cũng không lở lét như cái người ăn mặn nữa. Thì phải nhớ đó. Nên từ nơi đó ăn chay nó có cái sự trưởng dưỡng lòng từ bi lớn dữ lắm. Phải nhớ. Gây dựng ngay pháp môn niệm Phật cả đời nhất định thành tựu. Pháp môn niệm Phật này phải gây dựng cả đời. Phải nhớ nghe quý vị. Pháp môn niệm Phật này phải gây dựng cả đời. Dù ai bài xích gì, ai có nói gì về tịnh độ, tuyệt đối không bao giờ hai lòng đối với pháp môn tịnh độ. Chỉ đúng một lòng đối với tịnh độ, chỉ có một danh hiệu A Di Đà Phật để thành tựu đời này. Phải gây dựng như vậy cho cực kỳ mạnh. Bây giờ quý vị thêm nữa làm gì cho nó mệt? Thêm gì cho nó nặng căng không? Hiểu không? Vì thêm nữa nó nặng căng. Làm việc dễ sao không làm, đi làm việc khó. Bây giờ ai muốn làm việc dễ, một câu A Di Đà Phật đưa tay lên coi. Đưa tay vỗ tay cũng được. Thấy chưa? Nên từ nơi đó việc dễ ai mà không muốn làm. Một câu Phật hiệu quá dễ. Mà bổ nguyện, cái gốc của bổ nguyện là gì? Một câu Phật hiệu. Quý vị phải nhớ nè, bổ nguyện không phải là danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, cũng không phải bổ nguyện danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, cũng không phải bổ nguyện là chú Đại Bi. Nhưng tất cả những thứ đó không có sai. Nhưng bổ nguyện của Di Đà là câu Phật hiệu. Danh hiệu A Di Đà Phật đó là bổ nguyện Di Đà. Mà Ngài dùng danh hiệu A Di Đà Phật để cứu độ tất cả chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Nên Ngài nói rằng chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là càng niệm càng thích. Tin ưa, chữ ưa là thích. Đã tin rồi mà ưa nữa. Ưa thích rồi còn tin luôn. Tin ưa, niệm một câu Phật hiệu cho tới cùng. Đến khi mệnh chung, chỉ cần niệm câu Phật hiệu này từ một niệm cho đến 10 niệm thì Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng và tất cả những người hữu duyên mà mình khuyên họ niệm Phật giảng sanh, họ đến để tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc. Một danh hiệu này thành tựu, một danh hiệu này đầy đủ tu phước duyên, một danh hiệu này tu an lạc, một danh hiệu này sống cuộc đời có ý nghĩa. Chăng thật mà tin đi. Tin không có một chút nghi. Tin không có một chút nghi. Một người tu 100 năm đưa ra một cái pháp nào khác dẫn tin câu Phật hiệu. Đức Thích Ca Mâu Ni đến nói: ta có một cái pháp đặc biệt chỉ cho con, dẫn tin câu Phật hiệu. Tin đến mức mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài kêu một cái pháp khác hay hơn. Ta đảnh lễ ngài ba lại xong, quỳ lên: Đức Thế Tôn ơi, con nghe lời ngài dạy, khuyên con niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ con niệm Phật thôi. Xin Đức Thế Tôn cho con tròn tâm nguyện này, dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc. Lòng tin mà nó đến cái mức này thì quý vị còn sợ nghiệp chướng gì nữa bây giờ? Tại vì chỉ có cái mạng này thôi, bây giờ sợ nghiệp chướng gì bây giờ? Hoàn toàn đều đem cái mạng này xả luôn. Chỉ còn có cái chỗ là đi về cực lạc thôi thì quý vị còn cái gì nữa? Mà ở thế gian này quý vị còn sợ nữa. Mà đã đi đạt tới cái trình độ như vậy rồi thì quý vị nghĩ đi. Bây giờ đối với chồng, với con hư hỏng, trở ngại mình, quý vị còn cái gì mà khổ nữa? Quý vị coi. Vậy đó, nghe gật gật đầu vậy đó.
Nghe thì cũng gật đầu ngon lắm, nghe thì bắt đầu là như tâm đắc lắm, như tâm đắc lắm. Về bắt đầu là nó dò cái bắt đầu là thầy nói vậy thôi chứ từ từ chứ, đó chưa? Em thấy chưa? Cái con người mình là do nó trở lại thôi, chứ đúng ra là nó gầy dựng được mà nó gan luôn là quan gia đố mà dám cương với quý vị. Quý vị nhớ nè, quan gia trái chủ nó đang nhờ quý vị đó. Bây giờ con quý vị nó còn nhỏ, nó vậy quý vị coi phải là nó là quan gia không? Mà tiền bạc nó kiếm được chưa mà nó dám cương với quý vị? Quý vị bỏ nó là nó chết ngăn răng luôn, cái gì nó trong ai? Nó trong mình. Nhưng mà do mình sợ quan gia, mình không gan với nó, mình sợ nó bỏ nhà bỏ cửa rồi nó khổ, rồi mình sợ nó buồn rồi nó bị cái này cái kia rồi nó tội nghiệp nó. Mình chỉ có bị ái tình mà làm cho mình bị mờ trí, chứ đúng ra mà mình dùng trí mà để xử lý quan gia thì quan gia nó phải nhờ quý vị, cho nó đâu có dám cương với quý vị đâu. Mình làm cha là mẹ, tiền bạc vật chất nhà cửa mình nắm hết trơn rồi. Bây giờ mình đang còn cái đủ cái quyền hạn để giải quyết, thì bây giờ con cái này nó chỉ cần cương với mình nói một câu với nó: mày ra khỏi nhà đi cho tao. Mày vừa đi tức khắc tao lại Phật 1000 lại cảm ơn Phật liền đó con. Hiểu không? Đó, quý vị mà gan cái kiểu đó đi, con quan gia nó dám mới sợ. Rồi nó đi, à mày cương mày đi đi, tao nuôi mày khôn lớn rồi, mày đi cũng như tao không có đứa con này, như là tao không có đứa con này. Rồi con nhớ con đi ra ngoài đời, đối với xã hội con người, người ta không phải như cha mẹ đến với con đâu. Cũng vì cha mẹ quá thương con mà con bây giờ làm nư với cha mẹ. Con nhớ nè, khi con ra khỏi gia đình này thì con đi làm công cho người ta, con làm chỉ cần sai chịch một chút là người ta chửi đánh con à. Người ta không phải như cha mẹ mà đến với con đâu nghe con. Bây giờ thì cha mẹ nuôi con khôn lớn rồi, chỉ có vài lời vậy thôi, thì con đi đi, cha mẹ không có giữ con nữa, con cứ đi đi, con cứ đi con đường của con chọn đi con. Rồi sau này nếu một ngày nào con suy nghĩ lại, con hiểu rồi, thì lúc đó con về con phải nghiêm túc đàng hoàng. Nhưng đã đi là quy định cho con phải đi ít gì cũng phải 3 năm. Cho mày một con số luôn, 3 năm chưa đến là không được về. Thành công hay thất bại phải 3 năm sau mới được gặp nhau. Gan vậy thử coi mày xanh mặt xanh mày cho mày biết, mày dám cương với tao đúng không? Thế vì coi như trong chùa này cũng có những người cũng cương cương như đứa này, à cương đi đi, cương đi đi, có gì đâu, gặp nhau bèo nước mà, thích không? Cứ chọn con đường của mình đi, có ai đâu lôi kéo đâu, đúng không? Đi đi. Nó vậy mà đi chưa được bao lâu là te tu tả tơ hết trơn. Nó có nhiều bà cụ già cũng đã từng đi, xong te tu tả tơ hết, bắt đầu quay về. Quay về lúc đó nghe chịu đấm ăn xôi nghe, nó dằn vặt nghe chưa, để làm chi? Để cho những người khác nhìn, để mà sâu sắc suy nghĩ con đường của mình. Thấy không? Niệm niệm gì người không thấy chưa? Nên quý vị là do yếu đối với mặt tình cảm thôi, nên bị người ta quay ngược lại với mình. Thật sự mà nói, nếu quý vị mạnh mẽ, con người đừng có sợ. Dù mình là phái nữ đi chăng nữa, đừng có lo, không có đàn ông rồi mình không làm được chuyện trong nhà. Trời ơi, làm gì là không được. Cái tâm của con người nữ hay nam nó vẫn một nguyên lý, y gan như Phật, không có khác. Nhưng do mình cho mình là người nữ yếu đuối, chứ thật sự nếu như mình là một người nữ học Phật mạnh mẽ, nếu chồng mình nó bỏ mình, gia đình thì mình quản xiết cho đặc biệt luôn. Thằng nào mà đến lạng quạng trước mặt nhà mình, mình nói mày đi giết. Lạng quạng ở đây con dê hai cẳng. Hiểu chưa? Mấy bà phải vậy đó, xa chồng rồi dê hai cẳng đến đúng không? Nó đến nó đứng ở ngoài trước cửa nhà nó kêu ê, à, mẹ he hả, lấy củi bắp tao luyện mà cho mày chết bây giờ con, tạt nước sôi coi cho mày chạy mất dép bây giờ đúng không? Thì đố mà con dê hai cẳng nào nó đến nó tìm mấy bà, thấy không? Nó nên mấy bà mà cứ
đã chồng mắt rồi và chồng xa chồng rồi, cứ ra trước cửa nhà quét nhà hoài thì biết. Ra ngoài cứ không có rét rến gì cũng cầm chổi mấy không quét. Bận áo bà ba quét. Trời ơi, kiểu này mà dê hai cẳng nó đến là đúng rồi. Còn cái này mà mình chỉ cần mạnh mẽ thôi, bây giờ đã thoát một thằng đàn ông rồi, bây giờ kiếm chi nữa. Thì dê hai cẳng mà lạng lạng đến, yeah, yeah, hiểu không? Nó mà đứng ngoài cửa mà này kia đồ he he, mày he hả con? Lấy đất tao liêu mày chết bây giờ, he he he, hiểu không? Mấy bà mạnh mẽ vậy á thì mấy bà không còn nợ đàn ông nữa, đúng không? Ai mượn mấy bà gặp một cái là gì? Gặp một cái, nhưng mà gặp đàn ông một cái là gặp một cái nhìn ta một cái là cứ là như vậy mà kêu người ta không mà. Nói trời ơi thầy ơi, con không muốn gì đâu, không có muốn đâu, không muốn bước thêm bước nữa đâu thầy ơi. Trời ơi ngán chết được rồi, ham muốn gì nữa, khổ lắm rồi. Vậy mà thời gian bắt đầu là tô dễ dẻ rồi lên bắt đầu là cái gặp đàn ông cái là cứ là như vậy, không mà hỏi vậy đó. Mà thời gian bắt đầu đến thầy ơi, chắc là duyên nghiệp mà thôi chứ con thì đâu muốn gì nữa đâu thầy, nhưng mà chắc là duyên nợ thầy ơi. Thấy không, do mấy bà mà ra. Nó rồi mấy ông mà bị vợ bỏ cũng do mấy ông mà ra, rước cục nợ về nhà. Thấy không chưa? Nó bây giờ có ngôi tam bảo hộ pháp rồi, cứ chồng bỏ chồng chê gì cứ cố gắng lo gia đình đàng hoàng, rồi mỗi tuần chủ nhật đi đến đây tu, rồi sau này con cái lớn khôn hết rồi, mỗi con đường của nó chọn đi, rồi lúc đó mình yên thân rồi vô đây nương náu cái tuổi già. Hiểu không? Thôi đừng có bước thêm nữa nghe. Nương náu tuổi già trong chùa đi. Tuổi già yên tâm lắm, ở đây người ta mua đèn trung thu cho chơi. Hiểu không? Thôi ơi còn gì bằng nữa đúng không? Nó nên nhiều bà trong đây cũng chồng bỏ chồng chê lắm nè. Mấy bà nghe gì rồi mấy bà nói à, như vậy là con có cơ hội rồi. Thấy không? Thằng nào mà đến nó nói em à còn trẻ lắm, một mình rồi tối lửa tắt đèn không có ai, nhà mà không có đàn ông như nhà không có cục cái. Mình nói á, bây giờ cái được gì nhà này cũng tôi, thứ gì đâu á, cứ là được cái hoài. Tao khổ vì cái câu này hoài mà mày cứ được cái. Ngày xưa tao cũng có chồng mà tao cũng cực muốn chết tao luôn à. Chứ được cái gì trong đây mày đi ra khỏi nhà cho tao. Thấy không, là nó sợ nó chạy liền, nó nói vòng vo chứ nghe. Nó nói nhất là những đêm mưa gió. Nó canh mà mưa gió bão bùng hay trời giá rét lạnh lẽo. Trời, nó đến nó nói trời ơi nhà gì đâu mà đúng là không có đàn ông, bước vào cái thấy nhà lạnh lẽo vô cùng. Cái gì đâu mà xung quanh gai góc tứ tung, lóc nhà hư không ai leo lên sửa. Bắt đầu nó đến nó sửa, nó nghe nó sửa từ từ rồi bắt đầu mình nấu cơm cho nó ăn, có chuyện tớ xảy ra liền. Thấy chưa? Bây giờ mà nó lỡ nó nói lóc nhà hư kia, mình nói về cho tôi, hư kệ nó. Hư kệ nó, nghe chưa? Đừng có lỡ đây nghe con dê hai cẳng. Không? Còn nó nói cái câu mà tối lửa tắt đèn biết nương tựa vào ai, là ý nói tuổi già nương tựa vào ai, hiểu không? Mình trả lời mình nói có chùa hộ pháp rồi. Hiểu không? Có chùa hộ pháp rồi là quý vị đường nào nó cũng bó tay. Mấy bà tôi nó nói rồi đó, mà mấy bà còn dính mìn thì gán chịu, nghe chưa? Dính bẫy thì gán chịu, nghe chưa? Thôi kệ quý vị, thật sự mà nói cuộc đời cũng khổ quá, một lần thôi,
Thôi chúng ta cố gắng tu hành. Quý vị phải biết rằng xã hội nhiều kiếp nạn thì cảnh giới quỷ thần cũng đang nổi loạn. Cảnh giới quỷ thần nổi loạn thì kiếp nạn nhân sinh dễ đầy. Nhưng cảnh giới quỷ thần mà ổn định là nhờ nhiều người tin sâu nhân quả, biết tu nhân tích đức, biết niệm Phật lễ Phật mà giúp cho quốc thái dân an. Nên mỗi một người chúng ta nghe được Phật Pháp, mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật lễ Phật, tu nhân tích đức, thì mình giúp cho ông bà tổ tiên, người thân của mình mà chết chưa siêu thoát lớn dữ lắm. Quý vị coi, mỗi khi chúng ta tu xong cái bài hồi hướng mà chúng ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nên hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Từ nơi đó mà nhiều người tu hành thì giúp cho tất cả cảnh giới quỷ thần chưa siêu thoát đang khổ đau, họ cũng hưởng được. Mà mình đã giúp người ta thì sao người ta hại mình? Suy nghĩ đi. Bây giờ cái người có ác cỡ nào mà mình giúp người ta hoài, người ta cũng từ từ người ta cũng chuyển cái tâm, ta thương mình, người ta không có hại mình được. Chỉ có mình hại người ta, người ta mới hại mình thôi. Ví dụ như mình không có tâm nghĩ gì người ta chứ người ta mới hại mình chứ. Chứ nếu như mà mình thương yêu, mình giúp đỡ người ta là người ta giúp đỡ mình à. Đó. Nên những đạo tràng mà chuyên tu mà nghe Phật Pháp rồi hiểu định lực nhân quả, sửa đổi lỗi lầm, mà nhiều người mà làm được như vậy thì giúp cho cái quốc độ này nó được tốt đẹp dữ lắm. Phải nhớ. Thí dụ như bây giờ chùa mình đông người gì, ở trong chùa quanh năm mà tại sao nó bình yên? Vì mỗi người nghe Phật Pháp nó mới bình yên. Tại sao nhà mình có 3-4 người mà nó không bình yên? Vì họ không nghe Phật Pháp. Mình nghe họ không nghe, mình tu họ không tu, nên hai bên nó đụng nhau. Mà mình tu mà mình cũng chưa tu tới nơi tới chốn nữa, nên mình đụng với họ. Mình tu mình thấy họ làm ác, mình nói cái thứ gì làm ác, nó đọa địa ngục chết bây giờ. Nó ăn mặn của nó ăn rồi mai mốt nó bệnh đau nó chết bây giờ. Thì nó quay lại nó nói, mình ăn chay thì ăn đi, nó ăn gì nó ăn kệ nó, đụng tới nó làm chi ạ? Thì hai bên cuối cùng tu cũng đụng người ta, mà không tu cũng đụng lại. Từ nơi đó hai bên nó đụng nhau, là do gì? Chưa hiểu sâu về định luật nhân quả nó mới đụng nhau. Chứ nếu như mà cái người tu mà mình hiểu được định luật nhân quả rồi thì mình lo gầy dựng mình mình lo gầy dựng mình cho thật là tốt, mình tu cho thật là tốt. Còn mình khuyên họ, họ không tu thôi, đúng không? Dù người thân mình hay vợ chồng con gì của mình, họ tu tu thôi, mình tu. Mình tu thì mình được lợi ích, họ không tu họ không được lợi ích. Mình cứ làm chuyện của mình cho tốt thôi. Vậy thì bây giờ một bên đụng bên không đụng nó khó đụng lắm. Nhưng nó đụng là do hai bên nó đụng thì nó mới đụng được. Thí dụ như bây giờ hai con bò nó đụng với nhau thì do là nó nhào vô nó đụng nhau nên hai cái đầu nó chảy máu. Chứ nếu như một con bò đụng một con bò chạy thì coi sao mà hai cái đầu chảy máu. Giỏi lắm, con bò vượt theo con bò kia chạy chậm quá thì nó lấy hai cái sừng nó sắn vô cái đít chịu một chút. Chứ bây giờ mà quý vị coi nó chạy rồi mà nó bỏ nó chạy rồi, bây giờ quý vị đuổi theo sao kịp, hiểu không? Nhưng mà do mình nhau với mình đụng nhau nên cái đầu hai bên chạy mau quá trời, thấy chưa? Nó rõ ràng. Bây giờ ở trong chùa người ta sống đông gì mà do người ta không có đụng nhau. Những đức nói bây giờ một cái cây mà nó sống mà nó còn không chịu cái chuyện mà nó đi trở ngại nhau. Những đức thấy rõ ràng bây giờ một cái cây con nó lên gì, tự nhiên nó một cái cây to cái cành bự xuyên ngang cái cây con. Nhưng mà cái cây con nó quẹo, quý vị để ý được phải không? Nó quẹo qua bên để nó đi lên, chứ nó không có ngu gì, nó đi nhủi ngay cái cây bự. Nhủi ngay cây bự sao lên nổi, hiểu không? Nên cái nguyên lý sinh tồn là tránh nhau để mà sống. Quý vị coi xe chạy ngoài đường đầy dãy hết trơn, nhưng nạnh ai nấy chạy là mỗi người tự cố gắng tránh nhau, chạy theo lề lối rõ ràng, đúng không? Thì nó mới không đụng. Chứ nếu như mà mỗi tên nó lũi với nhau thì nó kể như ai dám ra đường nó đụng te tua máu me chảy tùm lum ngoài đường, đúng không?
Nó nghĩa là tuy đông nhưng mà mỗi người có một cái ranh giới chạy của chính mình, rồi tự khéo léo điều chỉnh mà tránh nhau, đúng không? Nên con người tu hành á, thì nó càng hiểu nữa. Nó càng hiểu là nó không đợi đến lúc đụng mới tránh, mà là mình tránh trước khi đụng. Nghe quý vị? Nên cái người tu đạo mình á, là nghe Phật Pháp nó đặc biệt, nên mới sống đông người trong đây mà nó yên. Già đông người mà yên, nó nhờ gì? Nhờ nghe Phật Pháp. Nhờ nghe Phật Pháp, nghe định lực nhân quả thì tự nhiên nó yên. Rồi vì coi bây giờ bao nhiêu con người đang ngồi đông như vậy mà nó phân phất, không ai để điện thoại reo là gì? Là nhờ nghe Phật Pháp, nhờ nghe nhắc nhở. Chứ nếu như bây giờ không nhắc nhở trong đây, mỗi người nó cầm điện thoại reo sùm sao trong đây nghe Pháp? Bây giờ một cái hội chúng người ta đông như vậy mà phân phất, còn có những cái nơi họp bàn, bây giờ quý vị không nhắc người ta hay là người ta không có tự giác, quý vị ở trên nói chuyện người ta dưới bấm điện thoại đó. Quý vị biết rằng có những chương trình mà các vị lớn luôn á, vậy mà ở dưới vẫn bấm điện thoại à? Nó, còn ở đây nhóc nhen, vậy mà người ta không bấm. Vậy có nghĩa là nhóc nhen này chịu nghe. Còn người lớn lại nghĩ mình lớn rồi không cần nghe nữa. Tôi hiểu rồi không cần nghe nữa. Cái thứ này mới là cái thứ khó dạy nè. Thì phải biết á. Thứ mà cho mình biết rồi mà ngông ngông nghênh nghênh mà ta đây không nhập cảnh nhập duyên, không hòa hợp ở đây, thứ này thứ khó dạy. Thứ này là thứ chịu thua luôn, quý vị công nhận không? Nó còn cái thứ nhóc nhen vậy mà biết nghe, biết theo quy cách, vậy đó người này thành tựu. Quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta là cái dạng nhóc nhen đó. Vậy mấy vị con ngồi đông gì mà ngồi phong phất à? Không ai mà để điện thoại đeo sùm, mà cũng không ai đi tới lui sùm, không ai nói chuyện sùm, mà ngồi dù đau chân đi chăng nữa cũng cố gắng ngồi, không bao giờ có chuyện lãng hoạn. Thấy không? Nó rõ ràng không? Cái đó là cái gì? Cái đó là do người ta nghe được giáo dục, người ta được dạy, người ta nghe thấy hợp lý, người ta nghe từ nơi đó mà nó được yên gì. Thấy không quý vị? Nên nếu như mà nhiều con người nghe Phật Pháp mà hành động như vậy thì phải là quốc thái dân an không? Quý vị coi bây giờ á, sớm mình có những người người ta không nghe giáo dục thì làm loạn. Làm loạn là gì? Chờ sớm nó bình yên vậy, tối tự nhiên quýnh vợ chửi con nhậu gì, đập nhà đập cửa, làm cả sớm ồn náo. Quý vị phải là cái dạng đó là cái dạng thiếu giáo dục không? Cái dạng thiếu giáo dục nó mới như vậy. Còn nếu như họ tiếp nhận giáo dục thì họ không làm như vậy nữa. Nếu như nhiều người mà được tiếp nhận giáo dục vậy thì quý vị phải quốc thái dân an không? Từ nơi đó một cái sớm mình cũng nhìn ra có những con người mà hành động lãng hoạn là do chính bản thân họ không tiếp nhận giáo dục đó. Nên cần tiếp nhận giáo dục không? Phật Pháp là giáo dục. Phật Pháp là giáo dục giúp cho con người ta sống hòa thuận. Mà hòa thuận là yên, mà không hòa thuận là lo. Bây giờ quý vị có giữ với người ta cỡ nào quý vị cũng lo. Nhưng nếu quý vị hiền với người ta là quý vị yên. Hiền là mình có hại ai nên mình yên. Còn nếu như mình đụng người ta, mình có quýnh người ta được, mình cũng lo nữa. Nên cái sống đặc biệt nhất của Phật dạy đó là gì? Là sống yên. Sống yên bằng cách nào? Hòa thuận. Hòa thuận là yên. Nên bây giờ mình nghe đạo rồi, gặp chồng nó dữ dằn, mình hòa thuận. Nó không hòa thuận thì kệ nó, mình hòa thuận, được không? Mình hòa thuận được thì mình yên à. Bây giờ mình không hòa thuận, nó đập nhà, đập cửa, đốt nhà, vậy thì mình cũng phải chịu chung. Đúng không quý vị? Bây giờ nó nhậu về, nó lạng quạng, nó cầm cái tivi lên, nó nói: bây giờ em tin tôi đập tivi không? Ngày xưa mình chưa biết tu, mình cũng sung cà che lắm. Mình nói: ờ, à, đập đi. Nó mày đập đi. Nó nói: ờ, à, mày thách tao hả? Búp, bể cái tivi. Đúng không? Nó rồi xong á, gặp mà không biết tu như ngày xưa thì nói thêm câu nữa: mày coi cái gì được đó, mày đập thêm nó đi. À, mấy bà đàn bà là chuyên gia là châm dầu vào lửa không à, mà giải kinh khủng luôn vậy đó, mà nó tóm tắt là ngu đi, giải gì đi, đặt cái trình độ ngu luôn à. Bây giờ đập là cái tivi là của tiền của vợ chồng mua, vậy mà mình kêu mày ngon mày đập đi. Cái nó dũng nhậu nó tức mà bợp, đàn ông mà mình kêu nó thì nó tức lên nó làm bợp. Tại sao mà còn nói thêm câu châm dầu vào lửa: mày coi cái gì được được mày đập nó đi. Cái đi vô nó kiếm đồ nó đập nữa, đập cái tức lên nó nói: vậy mày đốt nhà đi. Có những bà đàn bà kinh khủng vậy đó: mày đốt nhà đi. Nó ờ mày thách tao, tao chơi thiệt cho mày biết. Thấy chưa? Cái đầu ngày mai tỉnh rượu cái hối hận. Quý vị thấy không?
một lúc tức giận mà hối hận thiệt là lâu dài, phải không quý vị? Nó nên bây giờ mình nghe giáo dục rồi, quý vị thấy nó yên chưa? Cần đến chùa để mà nghe giáo dục. Nên những đức nói rằng quý vị đi đến một cái ngôi chùa mà quý vị nghe như vậy để cảnh tỉnh chính mình và để nhắc mình, nó hay dữ lắm. Còn bây giờ quý vị đi đến một ngôi chùa nó đông cực kỳ đông, nó làm đủ trò hết cho quý vị, vì đem trò đó về nhà được không? Đem trò về nó áp dụng nhà được không? Bây giờ quý vị đi đến những cái ngôi chùa nó quýnh giỏ sùm hết trơn, quý vị đem giỏ thật cái gì quýnh chị vợ chồng mình hả? Không lẽ đem giỏ thật gì quýnh quýnh lộn nhau hả? Quý vị làm được không? Rồi bây giờ đi đến chùa nó hát sùm, chứ quý vị đem bài hát cái gì nhà hát, hát cho chồng nghe hả? Phật pháp là nó là một nền giáo dục, nên nó đem giáo dục để nó điều chỉnh cái hành động sai lầm, hiểu không quý vị? Nó như là một cái cây công mà uống từ từ nó thành ngay á, hiểu không? Phật pháp là có khả năng uống nắng lại, uống nắng lại. Nên mình đi đến chùa mục tiêu là để mình nghe giáo dục, mình nghe định luật nhân quả, để mỗi người chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Nó sửa nhiều thì nó tốt nhiều à. À, phải nhớ. Rồi xong mình phải đem một phương pháp về để mình tu, mình áp dụng trong gia đình. Vì mỗi lần mình tu là tâm mình lúc đó nó hiền, mỗi lần mình niệm Phật lễ Phật thì tâm mình lúc đó nó hiền. Quý vị bây giờ coi nè, quý vị không tu một thờ đi, con quý vị nó ngộ nghịch, quý vị chửi sùm. Như vậy mà quý vị lên tu một thờ bước ra thấy nó ngộ nghịch, quý vị vì sao? Vì mới tu xong nó an lạc cái tâm vừa xong thì nó ra nó gặp nghịch cảnh nghịch duyên, nó quá giải được. Nhưng mà không tu thờ đó, bước ra mà gặp nghịch cảnh nghịch duyên là nó sực sực liên. Nên những đức mới nói rằng là trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, chân thật niệm thì trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm. Quý vị khỏi cần đi hỏi nhiều quá làm cái gì, chỉ cần chân thật niệm Phật á, thì trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm phát ra. Lúc mình đang niệm Phật lễ Phật tự nhiên nó phát ra cái sự quá giải à, nó phát ra cái sự quá giải. Quý vị đang buồn, đang giận gì đó à, lúc quý vị đang niệm Phật lễ Phật tự nhiên nghe, thì trong tâm quý vị nó nói rằng thôi tha thứ đi, buồn chi cho khổ. Đó là diệu pháp âm đó, hiểu không? Đây là những đức kinh nghiệm rõ ràng. Có khi những đức trong chùa tức người nào, những đức muốn cho người đó đi về, vậy mà những đức lên những đức tu một thời, những đức nói tờ ơ, đời con người ngắn ngủi, thôi chừng nào người ta về thì người ta về, coi điều chỉnh, giúp được thì giúp đại đi, chứ bây giờ cho về tội nghiệp quá. Mà lên tu xong nó phát tâm từ bi như vậy. Còn nếu như mà không tu là quyết định cho về liền, thì những đức tin 100% là trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm. Hay dữ lắm, cái này là phải tin. Có những người nói tờ niệm Phật được cái gì, đâu có hiểu đâu, niệm làm gì. Không hiểu niệm giết nó cũng hiểu nữa. Mà cái người thiện căn thì mới biết được rằng là niệm giết rồi tự nhiên hiểu à. À, tự nhiên nó hiểu quý vị. Đó. Nên phải nhớ rằng chúng ta mà biết tu hành thì thăng bằng quyến thuộc mình lợi ích lớn dữ lắm. Nên bây giờ nhiều người cha mẹ đồ, ông bà đồ chết, bây giờ quý vị coi mình muốn cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình bằng cách nào? Thì chính mình dụng công tu. Chính mình dụng công tu, mình tu đạt được bao nhiêu thì họ lợi ích bao nhiêu. Quý vị nhớ nghe, mình tu đạt được bao nhiêu thì họ lợi ích bấy nhiêu. Cũng như bà La Môn nữ mà bà một ngày một đêm mà niệm Phật mà đạt đến niệm Phật tam muội, mà niệm Phật tam muội mà cảnh giới thấp nhất đi chăng nữa cũng là A-la-hán. Bây giờ bà đạt đến A-la-hán rồi, nên bà niệm một ngày một đêm là linh hồn mới đi xuống thẳng dưới, ở dưới địa ngục, ở dưới luôn. Mà cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người đi xuống dưới đó được à. Một là Bồ Tát, hai là chúng sanh ở trong địa ngục thì mới thấy được cảnh giới địa ngục. Thì bà vừa xuống tới địa ngục, xuống dưới tới địa ngục, thì quỷ dương gặp bà cái là chắp tay chào Bồ Tát. Thì bà mới hỏi là cái người đó tên đó gì đó, là hiện tại đang thác sinh ở đâu. Thì quỷ dương nói rằng là đã được sanh lên cõi trời 3 ngày à, là nhờ con của họ, vì họ mà tu. Quý vị coi nè, nếu như á, mẹ bà La Môn nữ mà không đọa địa ngục á, thì sao bà cố gắng bà tu, hiểu không quý vị? Vì mẹ mà bà cố gắng bà tu, nên cái phước mà mẹ hưởng được là bà chết bà đọa, nên đứa con vì bà mà tu à, đúng không? Nó lợi ích là ngay cái chỗ là vì người chết đó mà mình tu thì họ được cái phước. Mà cái cảnh giới của mình tu đạt bao nhiêu thì họ lợi ích bao nhiêu. Thì từ nơi đó mà mình hiểu được rồi á, thì mình chân thật mình dụng công mình tu, mình dụng công mình tu mà nhìn thấu buông xuống được bao nhiêu
thì người thân mình được lợi ích bấy nhiêu. Bây giờ mình nói đời này mình chứng quả thì mình không đạt. Bây giờ mình phải thật thà niệm Phật thì người thân mình lợi ích cực kỳ lớn. Mà nhất là nương vào cái đại chúng đông người như vậy nè thì lợi ích nó cực kỳ lớn. Tại vì một mình thì nó quá nhỏ. Bà La Môn Nữ khả năng của bà tu một ngày một đêm mới đạt tới cái niệm Phật Tam Muội, mà cảnh giới Tam Muội thấp nhất cũng là A La Hán, là Bồ Tát, hiểu không quý vị? Còn bây giờ mình là phàm phu niệm Phật, mình không đạt được cảnh giới đó thì mình phải cần đại chúng đông người. Để mình nương vào đại chúng đông người, để dùng cái oai lực đông người. Trong đây có những người, người ta cũng niệm Phật đắc lực dữ lắm, cũng có những bậc không phải đơn giản ở trong đây, hiểu không quý vị? Đang thị hiện ở trong đây. Từ nơi đó mà chúng ta nương cái đại chúng này để cộng tu cộng lực, để mà mình cầu an cầu siêu cho người thân. Nên những đức nói rằng một cái đại chúng đông người mà tu mà nghe Pháp, mà cởi mở tâm tư như vậy thì cái việc mà chuyển nghiệp thì cực kỳ thù thắng. Tại vì sao? Nhờ cái đại chúng đông người mà mình tu hành, mình có thể chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình. Mà khi chuyển hóa nghiệp lực của mình thì chuyển xây nghiệp lực của người thân, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà mình làm sao mình chuyển hóa được cái tâm an lạc của mình á. Quý vị phải nhớ rằng là cái tâm mình nó an lạc rồi thì cái cảnh giới của con cái, người thân không có đụng chạm được với cái tâm của mình an lạc đó. Mà nếu như mà mình nói bây giờ con cái như vậy không có thời gian để tu, rồi con cái như vậy phải dành nhiều thời gian để lo cho nó, thì quý vị coi bây giờ mình không có một chút năng lượng nào làm sao lo. Không có một chút năng lượng nào hết trơn thì sao mà lo. Rồi cái tâm trạng phiền não sân si thì trở thành ngu si. Nó ngu si rồi thì nó càng làm cho phiền phức. Nó giống như bây giờ mà nhà cửa dơ dáy bực bội không biết quét đường nào. Còn nếu như mình tỉnh táo thì mình biết đường để mà quét cho nó gọn cái nhà cửa lại, hiểu không quý vị? Nên trước nhất cái tâm trạng con người mình là cực kỳ quan trọng. Mình là người tu phải duy trì được cái tâm trạng của mình. Mà muốn tâm trạng bình an á là phải tin sâu nhân quả. Mình tin sâu nhân quả hoàn toàn. Quý vị phải nhớ nè, chùa mình nó gặp bao nhiêu sự việc xảy ra, nhưng đứa con muốn nói cho quý vị nghe làm gì? Lu bu sự việc của nó. Nhân sự ổn định thì nó cái việc khác lộn xộn, hiểu không? Nhưng mà trước nhất là cái tâm những đức nó phải ổn định thì nó bình yên liền, không nói chứ. Đó. Quý vị biết rằng tiền bạc vật chất nó mất đi mà tâm trạng con người nó bình yên thì nó vẫn là thoải mái, hiểu không quý vị? Nên mà muốn cái tâm trạng mà nó bình yên khi vật chất mà nó mất là con người phải tin sâu nhân quả, hoàn toàn tin 100% về định luật nhân quả luôn, hiểu không quý vị? Quý vị phải nhớ rằng nè, tất cả chúng ta khi có phước trong mạng nó dày thì nó đổ đầu này nó có đầu kia. Cái con người muốn thành đạt trong cuộc đời này á thì trước nhất con người ta phải biết tu nhân tích đức, phải tạo phước. Quý vị biết rằng có những người đời này họ ăn không ngồi rồi mà sự nghiệp cuộc đời họ rất là lớn, là do cái phước đời trước của họ tu quá dày, đời này họ mới có. Còn đời này của mình tính toán cực khổ vô cùng, giỏi vô cùng mà nghèo nó vẫn nghèo, là do gì? Phước trong mạng mình nó không có nên mình phải nghèo. Từ nơi đó mà đời này mình phải tu nhân tích đức. Nếu nó thông được cái tâm là có thể trong đời này nó phát phước luôn. Quý vị phải nhớ nè, khi tu phước duyên mà nó chưa sanh phước là nó có chướng, hiểu không quý vị? Giống như bây giờ một cái ống này nó truyền nước qua một cái chai kia, nhưng mà nước quý vị đã truyền qua nhưng mà quý vị bị nghẹt ống thì làm sao nước nó chảy qua cái chai? Muốn nước nó chảy qua cái chai thì phải thông đường ống. Nên chúng ta tu phước duyên mà phước duyên không phát triển mạnh được là do chướng. Chướng là do trong tâm làm mà còn nhiều cái nghĩ ngợi. Tôi làm việc này thiện phước nhiều, tôi làm việc kia thiện phước nhiều, tôi cúng cái này phước nhiều. Đó gọi là chướng phước. Có phước nhưng bị chướng, nó không phát thông. Muốn cho nó thông phước thì cái tâm con người mình khi làm là niệm niệm phải nghĩ về người. Đừng có cầu cho mình, thì phước nó đã thông rồi thì tự nhiên nó mất đầu này nó có đầu kia, nó cứ ào 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 vô vậy đó. Mà càng nhiều thì càng làm nhiều, càng làm nhiều thì càng có nhiều. Mình phải tin 100% mà cũng không cần cầu nhiều luôn. Khi nó không có rồi thì khỏi cần làm, vô cùng tự tại. Mà khi nó có nhiều thì càng làm nhiều, mà không có thì khỏi làm càng khỏe. Đây gọi là hoàn toàn thông tâm để phát phước. Đấy chưa? Này là cái quan trọng lắm á. Quý vị biết rằng chùa mình là một ngôi chùa đại phước báo, chứ không phải chuyện giỡn đâu á, cho quý vị biết á. Những đức là người trong chùa, những đức thấy rõ ràng mà. Nó không có phải là gọi là ngồi tiếp ai hay là mình xin xỏ ai cái gì, nhưng mà quý vị coi,
nội mà cái xây dựng chùa chiền hiện tại quý vị biết nó không đơn giản chút nào. Những đức là người cầm tiền sắp xếp nhân sự nè, những đức biết được cái việc mà trong chùa mình cái phước duyên nó kinh khủng. Những đức nhớ ngày xưa những đức ở cái ngôi chùa kia, những đức nói nó đã là quá phước rồi, nhưng mà đụng cái ngôi chùa này bây giờ nó còn kinh hơn nữa. Chắc tại là cái việc mình làm nó quá mạnh tay, và làm thật sự là mình làm quá mạnh rồi, mình làm nó không có ẩn ý tư tưởng bên trong, nên nó thông luôn, nó phát nhanh kinh khủng. Nên những đức nói rằng là đời những đức tu đời này phát huy đời này luôn á. Trong mạng những đức là nó không có phước, nhưng mà đời này tu đời này phát phước luôn. Nên những đức tin 100% là quý vị phải niệm niệm gì người á, thì quý vị tự tại dữ lắm. Mà cái phước mà thật sự của giải thoát á, là làm cho tâm tự tại. Còn cái phước mà nó không phải giải thoát á, là làm cho tâm bất an. 100% luôn quý vị. Mà có phước lớn mà bất an là do cái phước quý vị là cái phước hữu lậu á. Còn nếu như cái phước mà giải thoát là cái phước nó rất là an lạc, tại vì cái phước của cực lạc nên nó an lạc. Nên mình phải làm sao mà phát cái phước của cực lạc á, thì nó rất là an lạc. Nó an lạc đến mức mà mình không còn cái gì nữa chứ mình cũng an lạc luôn. Tại vì sao? Vì mình nghĩ là mục tiêu của mình là ở thế giới cực lạc, chứ không phải là ở cái cõi này đó. Nên cái tâm nó phải như vậy thì đặc biệt lắm. Ồ, cái tâm mà tu như vậy, nhiều người mà như vậy, thì quý vị biết rằng kiếp nạn thì tức khắc quá giải liền. Nên cái chú tâm của những đức bây giờ phải làm mạnh nhất nè. Đó là những đức phổ biến mạnh, cực kỳ mạnh luôn, là cái gì? Là mỗi gia đình phải giới thiệu cho người ta thờ tượng Phật và có phương pháp tu. Những đức đang là phát động cái chương trình này cực kỳ mạnh. Tại vì sao? Những đức đã nhìn ra rồi, Phật pháp thì có thịnh có si, mà muốn Phật pháp thịnh là phải từng nhà biết tu mới thịnh, chứ không phải là ào ào đi về chùa. Bây giờ chùa này mai mốt người ta không về được nữa, người ta đi đến chùa khác là hoàn toàn thay đổi. Bây giờ mình phải chỉ cho người ta ở nhà, người ta mà tu như vậy và mãi mãi về sau người ta phải tu như vậy, như vậy thì nó thịnh tịnh độ liền vậy đó. Chứ bây giờ hàng Phật tử này mà người ta không có điểm đi về là người ta đi lãng quạng chỗ khác, mà đi lãng quạng chỗ khác là người ta bị cái lý luận làm cho người ta bị mắc tư tưởng. Quý vị thật sự mà nói, chúng ta đi tu chứ chúng ta yếu lắm, không có mấy người trong đây mạnh đâu. Cái góc độ của mình nó còn lưng chừng lắm, nó chưa có phải là vững chắc về tư tưởng. Quý vị biết rằng tuy những đức cũng mới tu như quý vị thôi, nhưng mà cái tư tưởng những đức nó vững về cái phương pháp tu dữ lắm, nó chuẩn lắm. Nên có ai mà rủ những đức làm cái gì mà tự nhiên mà rủ những đức mà đưa lên cái danh cái lợi mà những đức làm đâu. Nếu như những đức như người ta là mấy năm về trước là những đức tổ chức những cái chương trình rửa chân rửa cẳng cho cha mẹ rồi, bao nhiêu người rủ những đức làm mà trời, những đức mà tổ chức là đông cho mà thấy. Nhưng mà những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, suy nghĩ xuôi, suy nghĩ ngược. Những đức cộng trừ nhân chia, những đức nói cái này nó không có tồn tại lâu dài. Những đức nói nó không có lâu dài, tại vì về sau á, nó tự nhiên nó không có làm được. Mà khi không làm được là nó không có lâu dài phát triển gì môn này. Nên môn này mình không có nên làm. Và có nhiều người rủ những đức á, như thế nào chùa chiền Phật tử đông như vậy, tại sao thầy không tổ chức những chương trình mà lễ thành hôn trong chùa để kết duyên cho nhân sinh? Nếu như những đức mà làm như vậy nữa thì tịnh độ chúng ta nó bị lạc liền, chúng ta rẽ qua hướng khác. Nên những đức luôn luôn duy trì cái ngôi chùa mình từ ban đầu và bây giờ là một phương hướng, đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, hiểu không? Đó. Cái quan trọng của quý vị là chuẩn được cái tâm, chuẩn được một cái mục tiêu luôn, rồi hiểu rồi thì cố gắng mà làm. Nên những đức quý vị thấy không, ngồi nơ ở một chỗ ha, đều là hoàn toàn ở trong chùa không đi đâu. Rất là nhiều người rủ những đức đi chỗ này chỗ kia luôn đó quý vị, rủ đi đó. Bây giờ nhiều người ta rủ những đức đi ra Hà Nội á. Đó, nên từ nào đó những đức luôn luôn nói ô đạo tràng đông lắm, không có đi đâu được đâu, không bao giờ đi đâu được, mấy cụ đông dữ lắm, buông ra cái tùm lum tùm la chuyện hết chứ không có đi đâu. Đúng là nhờ mấy bà già buộc chân mình, nhờ mấy bà cụ già buộc cứ ngắt luôn, không đi đâu được luôn, thấy không? Nhưng mà những đức chơi với các cụ già, những đức rất là vui, nó rõ ra là rất vui. Chùa mới đây có một bà cụ, tự nhiên bà ngủ một đêm, tự nhiên sáng tự nhiên cái miệng của bà sáng bà ngồi bà ăn cơm khu yếu, xong bà nói tại thầy coi nè thầy coi nè, thầy tự nhiên ngủ một đêm mới sáng mai cái miệng méo hiểu không? Sau những đức nói bây giờ á, cái miệng bà méo như vậy á, mà bà nhờ niệm Phật mà nó méo duyên
nó méo duyên. Mà thiệt có duyên thiệt. Những đức nói bây giờ bà lên chánh điện, bà niệm Phật nghe, bà nhớ nè. Ví dụ như nó méo về hướng này thì bà sao? A Di Đà. Bà cứ làm vậy đó. Ví dụ nó méo qua đây, A Di Đà. Bà làm với từ từ nó bẻ lại rồi, bà sợ gì? Nó cười ghê. Không mà chọc bà già bà vui, bà nói trời ơi con mà bị méo cái miệng mà con thấy thầy nói chuyện con cũng vui. Kệ nó méo kệ nó đi. Thầy thấy không? Vì thấy cái niềm vui nó quan trọng chưa? Cái sự khích lệ và một cái niềm vui nó giúp cho người ta bình an thì sao á. Nhưng Đức nói thằng này một ngày nào bỏ đi cái miệng này méo ăn thua gì. Mai mốt nó còn què tay què chân luôn nữa, chứ đừng có nói chi là nó méo. Nó què rồi xong nó bỏ luôn cái thằng này rã rời rồi, chứ đừng có nói chỉ có cái miệng không bà lo gì. Bà cứ bình thường mà niệm Phật đi, có người lo bà sợ gì. Thấy không, cái sự bình an là do mình giúp đỡ, mình khuyên người ta. Quý vị biết rằng những đức đi tu chưa có lâu nhưng mà quý vị thấy rõ ràng cái sự phát triển của nó là do cái gì? Cái tâm. À, cái tâm á. Cái tâm mà niệm niệm nghĩ gì người ta nó lớn quá, nó quên mất tiêu gì mình. Quý vị biết những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà được là do cái tâm những đức á. Chứ sức không có đủ để mà làm nổi gì đâu. Do cái tâm á, do cái tâm những đức nó hừng hực cái tâm á. Có khi những đức lễ mà những đức muốn té xỉu luôn, nhưng mà những đức nói Bồ Tát Quán Thế Âm ơi giờ này mà té cái là kỳ lắm nha. À, Đức nói vậy đó, nó như cố gắng cái nó vượt qua cái mệt, cái nó khỏe lại. Còn chút cái nó mệt vô cùng mệt, cái nó vượt qua cái nó khỏe lại. Thế thì biết rằng cái lần lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này là hơi khỏe nè. Cái lần lễ lần trước nữa đó quý vị, trời ơi lần nó mệt thế ghê. Cái lần mà cái chân mà lột da đầu gối đó. À, bữa đầu tiên là lột da đầu gối mà lễ xuống vèo 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 máu chảy ra đúng không? Lần đó mệt ác đạn luôn. Nên từ nơi đó cái quan trọng là cái tâm của mình quyết chí mình làm thì nó làm được, thấy chưa? Đó nên rõ ràng Bác Hồ ngày nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như mình bền lòng bền chí thì đào núi lấp biển cũng được, chứ đừng có nói chi mà cái chuyện mà làm chuyện bình thường. Nên chúng ta là con người có khả năng vô lượng. Cái khả năng con người là có khả năng vô lượng phát triển. Nên chúng ta tại chưa đào được cái khả năng đó phát huy đó quý vị, chúng ta chỉ cần quên cái mạng mình là không có việc gì mình làm không được chứ. Nhớ nghe, còn nghĩ cái mạng thì làm không được, nhưng quên cái mạng thì làm được 100% luôn. Quên cái mạng thì làm được. Lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm là phải quên cái mạng thì mới làm được, nếu không thì không đủ sức để làm. Đó hoàn toàn phải tin rằng mình niệm được, dù niệm không nổi cũng niệm, từ khi đứt hơi thì thôi, vậy thì quý vị làm được. À, còn suy nghĩ về mình thì không có làm được, chắc chắn luôn, không có làm được. Có những người ta hỏi làm đến chi à? Kệ, bản thân con người cũng phải phát huy cái gì chút thử coi, để mình nói chuyện nó mạnh dạn, mình mới thấy ra cái năng lực của mình. Nên từ nơi đó mà cái chương trình lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đợt này, cái người tu không tu, hay cái người đạo nào, hay là cái người theo thầy nào, hay tu thiền tu mật tông gì cũng nên lại đi. Tại vì nghĩ chuyến này là lại Phật Bồ Tát chứ không phải lại như Đức. Không, tôi đâu kêu theo tôi đâu. Cái này là tôi tổ chức, chúng ta cùng tu thôi. Đệ tử ai cũng được. Chứ đừng có nói tôi đi đến đây thầy tôi biết ông buồn, thầy gì thì theo ông chơi chi mất công cho nó mệt. Thầy mà bây giờ cho nó đi học tập mà cũng buồn nó nữa, thôi thầy gì tôi khỏi học chung luôn. Thầy đó thầy ích kỷ, thầy tâm lượng hẹp hòi. Thì làm sao mà mình đi học có người hẹp hòi. Và tự tin không, ngày nói tôi đọc quyển sách nào mà tôi chỉ cần thấy cái câu mà là không cho phổ biến, có bản quyền không cho phổ biến là tôi không đọc. Vì sao? Tâm lượng hẹp quá đọc làm chi cho nó mệt, hiểu không? Tâm lượng hẹp hòi quá mới có cái tâm gì, nên không có đọc quyển sách đó làm chi. Nên mình đi cầu học với ai á, cái người đó tâm lượng phải rộng ra. Người ta đi đâu người ta đi, người ta được lợi ích thì người ta cứ đi. Lúc nào ta đến với mình thì đến, mình đừng có tâm buộc ràng thì mình mới học. Còn mình đi học tập với một người nào đó mà người ta đi đâu mình cũng hỏi han cái này cái kia, vậy thì không có đúng. Từ khi người trong chùa mình có quyền quản thúc. Còn cái người ta ở nhà người ta có quyền của người ta, hiểu không? Nên những đức muốn cho quý vị độc lập về Phật Pháp á. Nên những đức mới chỉ quý vị cái phương pháp là có bộ tượng Phật và trong gia đình có một ngôi tam bảo nhỏ nhỏ.
để sau này quý vị không bị ai câu thúc quý vị hết. Và tất cả những tư tưởng của chùa mình làm những đức điều chỉ quý vị hết trơn rồi. Từ là phương pháp tu và từ điệu hộ niệm quý vị có thể làm được hết rồi. Và chùa mình á, thì các cụ chết đi quý vị thấy làm rất là gọn, quý vị cũng làm được luôn rồi. Vậy thì quý vị sau này có quyền độc lập của chính bản thân mình được quyền làm, chứ không có bị ai câu thúc quý vị hết trơn. Thí dụ như bây giờ hướng gì thì dễ rồi, mà đưa một người lạ lạ vô một cái là nó bài bố tùm lum, càng khó. Nên bản thân mình làm vẫn chuẩn hơn, thấy không? Nên tất cả những cái gì những đức làm, những đức tính rất là kỹ. Mình làm được, chỉ người ta làm được, chứ không phải là mình làm khó mà đi chỉ người ta làm chi. Nên cái gì mà những đức chỉ là phải làm được, là dễ làm, những đức mới chỉ. Nên quý vị biết rằng mình đã đi tu rồi, mình nghe đạo rồi nghe, tâm tư con người mình phải phát ra. Từ tài thí pháp thí vô ý thí phải mở ra hết, thì phước báo con người mình nó lớn dữ lắm. Nhớ nghe, từ tài thí pháp thí vô ý thí mở ra. Con người đừng có sợ bị thiệt thòi. Thiệt thòi là phúc mà, sợ thiệt thòi gì. Đừng có sợ thiệt thòi. Nên bữa nay á, chùa của mình á, nó những đức kêu ga gạo đâu 20 mấy tấn. Mà bữa nay chư Tăng chư Ni như ít. Chắc bữa nay chư Tăng chư Ni có xô mớ đặc biệt hay sao không? Chắc chắn. Quý vị biết nè, nếu người có góc độ á, thì cái xô của chùa mình mới là cái xô cơm gạo thật sự. Không có cái xô nào đẹp như xô chùa mình đâu. Nói thiệt á. Chứ không có thằng nào mà chịu chơi như thằng Nhân Đức đâu. Thì nó nói chuyện như vậy mà nó chịu chơi thiệt. Quý vị biết nó dám. Bây giờ từ hôm nay như bữa nay Nhân Đức định tặng chư Tăng Ni người 20 kg gạo là bắt đầu là mỗi tháng đó nghe. Nhân Đức nói là Nhân Đức làm. Bữa đó là do trễ quá vác gạo ra không kịp. Cái bữa đó lễ buổi chiều làm sao kịp. Mưa gió nó nhớ không. Nên bữa nay Nhân Đức định tặng chư Tăng Ni người 20 kg gạo. Mỗi tuần Nhân Đức cúng dường chư Tăng Ni người 250. Là một tháng là một người được 1 triệu. Rồi là người được 20 kg gạo. Nếu ở cốc quý vị thấy sống gì được không? Được rồi đó. Còn gì? Thấy chưa? Rồi bây giờ người ta mỗi tuần đi đến đây nghe người ta nói chuyện, thấy cái việc làm người ta mà nhìn ra, nhìn ra cái việc niệm Phật đó là thù thắng. Bản thân mình có mình đây mà mình còn khó sống nè. Không chi người ta nuôi 1.200 người mà người ta còn lo cho một ê ý ý người ta. Còn được. Tại sao mình không nhìn gì để mà những đức mong cho mưa lâu thấm đất? Nên những đức mới làm đến mức như vậy. Vì mình có duyên cũng cạo đầu, người ta cũng có duyên cạo đầu. Nên những đức thấy cuộc đời của mình đi tu chưa bao giờ đi xè tay xin ai. Nên những đức muốn cho họ nhìn ra cái pháp này thù thắng. Nên những đức nhiệt tình, những đức làm như vậy để làm chi? Để lâu ngày người ta có thể tỉnh ra, người ta thấy rằng đúng là cái phương pháp này hay. Ông Đức là ông có cái gì hay đặc biệt đâu, chỉ có tin niệm Phật thôi. Mà ông được thù thắng như vậy, nên tôi mới làm đến mức như vậy. Người ta lâu lâu người ta cúng dường chay tăng, cái quý vị coi như những đức nguyên năm. Làm cả năm mà làm chân thật là làm một mình luôn á quý vị. Không có kéo lôi ai vô vị trí này chứ. Là những đức có, làm hoài những đức nói tới nào những đức hết tiền thì thôi à. Những đức nghĩ. Nhưng mà những đức làm hoài nên những đức nói cái show này mới là cái show đặc biệt. Cái show này là cái show cơm gạo lâu dài. À, mà nếu mà được cái show này khi dịch bệnh nó cũng được luôn nữa. Tại vì nếu như những đứa có phước thì dù có dịch bệnh những đứa cũng chi luôn cho họ để cho họ sống. Có nghĩa là mình với họ là một thể. Nên mình tin rồi nên mình làm. Làm chân thật luôn á. Nhìn con người như đức thì nói chuyện thì cái tiếng nó nghe nó mạnh mạnh giống như phản cảm. Nhưng mà cái tâm con người những đức thì những đức làm là làm thiệt. Chân thật làm thiệt chứ không phải là sao xạo nó ngọt rồi chọt sau lưng. Hiểu không? Không có nói ngọt chọt sau lưng mà muốn chọt là chọt ngay cái mặt á. Chơi thẳng luôn á. Thấy không? Nên từ nơi đó chơi thì chơi thẳng đi. Là ngọt ngọt chọt sau lưng chi? Hèn lắm mấy vị. Nên từ nơi đó con người chúng ta mấy chục năm ngắn ngủi à. Cái duyên mà làm được tốt trong cuộc đời này thì cứ làm đi. Cái duyên làm được tốt thì cứ làm đi. Mày muốn chết thì muốn làm cũng được. Chúng ta chờ người ta hồi hướng à. Ôi trời, khờ ghê thì tu lo tu mà chờ hồi hướng. Không lẽ bây giờ những đức chờ cái ngày mà những đức chết đi, quý vị khắp nơi nơi bị tu hôm nay con tu con nguyện hồi hướng cho giác linh thầy những đức được sớm siêu sanh về cực lạc. Thật sự mà nói như một cơn gió thoảng mây bay thôi, hiểu không quý vị? Cái việc là quan trọng là mình đang sống trong cuộc đời này nè, mình phải làm nè. Còn cái việc đó là việc tưởng nhớ thôi. Tưởng nhớ của một con người cảm thấy đến với cuộc đời có ý nghĩa.
đã làm những việc lợi ích cho người ta là duyên, bây giờ người ta trả lại cho mình như vậy thôi, hiểu không? Mà cái quan trọng là mình còn sống mình phải làm nè, cái này mới là cái quan trọng. Nên cuộc đời những đức là còn sống thì những đức làm tới cùng luôn. Quý vị chờ xem, những đức càng làm dữ đó. Nó mà đi chậm chậm lòn mà càng làm là càng làm dữ, làm tới cùng luôn, thử thí nghiệm luôn, làm sạch sẽ luôn, thử coi sao. Nó như bây giờ là trong phòng những đức nghe, những đức lúc trước thì những đức cũng giữ tiền đó quý vị. Tuy là chùa xài những tiền những đức giữ để trong phòng không đó, bữa nay những đức xả sạch trong phòng luôn. Tủ bàn những đức mở đem đi sạch hết luôn, trong phòng không có một cắt nào chân luôn. Để làm chi? Mở cửa phòng toang ra luôn, khỏe khỏe re. Quý vị nói vậy tiền đâu xài thầy, chờ xem có tiền xài không, thí nghiệm luôn, thử coi ngày nào hết tiền có người đem tiền đến không. Không có tiền để cho mấy bà già chết đi. Phật có để cho mấy bà già chết đi. Con đưa vào bổ nguyện của ngài, con làm tới cùng đó. Bây giờ vì vô phòng như đức bị coi, mở tủ sạch nhách hết chân luôn, không còn cái gì, như đức mở sạch dọn hết luôn, trong phòng mở toan luôn. Mới có coi một câu chuyện, không biết ở cái vùng nào, con ngồi chùa, thấy không, chùa chắc ít người, mà vì chủ trì rồi trong chùa một hai người. Có một người nam đến làm công quả trong chùa, không biết nó quýnh bài bạc thì sao, nó thiếu nợ nặng mấy vị. Xong rồi cuối cùng cái nó giết ông chủ trì, nó đâm chủ trì chết. Xong nó ra phía sau, nó thấy hai mẹ con mà đó làm công quả, nó sợ bị người ta tố cáo, nó giết luôn hai mẹ con. Mà nó giết người mẹ chết, còn đứa con còn sống. Rồi nó bay lên thành phố, vừa lên tới thành phố bị chụp cổ, hình như mấy trăm triệu giết người, ghê không? Nói quý vị coi, phải tiền là tai họa cho quý vị, thấy không? Đó. Nên bây giờ mình phải bố cáo trước công chúng, để em thôi nó đi tìm mình sao. Ngày xưa thì mình còn chơi được, chứ bây giờ mình tin xong nhân quả rồi, mình gặp nó thì mô Phật, đúng quý vị? Thôi bây giờ thì mình mở toan phòng cho mình dẹp sạch luôn, không còn cắt bạc gì nữa trơn, thì đi tìm mình chi. Hồi cấp trước lễ lọc mấy chú cũng ngồi ngay cái phòng như đức đó, tại tiền nhiều lắm, như đức để trong đó đó, trong phòng như đức không có cắt gì phá đâu, chìa phá trong phòng thẳng luôn, tủ tiền đó chìa phá để đó luôn. Như đức có thích đi đâu mà cầm chìa phá, quý vị có bao giờ thấy như đức cầm chìa phá ở đâu không? Người ta bằng nhiều đi đâu cũng có cái chùm chìa phá đúng không? Nhưng đức chưa bao giờ có chùm chìa phá. Nhưng đức muốn thích cầm chìa phá đi theo, toàn ten là không thích. Nên những đức để tủ tiền đó và chìa phá đó luôn đó. Những đức thường như vậy đó. Nên những đức nói thôi, cái mạng mày phải giữ đi tù. Thà chết thì thọ mạng đến chết, chứ chết lạng hoạng chết tàu lao kỳ cục, hiểu không? Thôi, mày chơi công bố luôn đi. Mà làm thiệt mình mới công bố, dọn sạch luôn quý vị, dọn sạch hết luôn, mở tủ đồ mở tàn quạt hết, không có phá gì hết trơn. Thì như thế nào? Thì bây giờ người ta bước vô cái ta thấy, trời sao tủ mở tàn quạt hết trơn, có gì đâu. Thấy quý vị công nhận không? Mình phá nó tưởng nó mình có tiền sao? Ôi trời ơi, nó lạng quạt, nó vô nó bư phòng mình te tua mất công thêm nữa. Thôi thà mình nói thẳng gì phức cho rồi, ai cũng biết. Nên bây giờ những đức là không còn cái gì trong phòng, không có con cắt luôn, không có các bạn nào nữa trơn, hẹ re hô đi đâu là khỏi cần bận tâm gì tới nữa trơn. Nghe thấy chưa, đúng là ở thế gian khổ thiệt. Hiểu không? Nói vị thấy chưa, lo cái ề này không đơn giản, phải cái đầu phải tính nhẹ nhẹ một chút cho nó khỏe để còn tu, thấy không quý vị? Chứ không thôi như người ta hết tu, người ta là không còn tu hành gì được nữa trơn. Bây giờ 1200 người còn xây dựng bao nhiêu công trình vậy đó quý vị coi. Tuy Hòa Thượng đứng xây nhưng mà mình phải cố gắng mình lo tiền bạc chứ chợ. Vì coi á, nên Hòa Thượng ngày lớn tuổi mà mình con người sống mới nhìn nhận chứ. Mình còn trẻ mình hết lòng để Hòa Thượng ngày đỡ lo chứ quý vị. Hết lòng hết dạ để Hòa Thượng ngày đỡ lo. Bây giờ cố gắng từ đây tới Tết nữa, nó mà không biết bên chùa mới bên nó xong không. Lấy 4 công trình gì đâu nghênh ngang á, bên mà không biết đây tới Tết Hòa Thượng nó xong á. Mình nói thấy con mồi không biết làm sao, xong hết không? Còn đây thì chắc chắn, ở đây tháng 9 xong hết rồi. Tháng 9 là xong hết mấy vị trí nhà hết luôn, nó là xong rồi đó. Nên quý vị biết rằng, rồi ôi cực lực, nhưng mà nhờ những đức đi đâu cũng đeo máy niệm Phật.
Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật đó, để nghe câu Phật hiệu, để mà duyên với Phật A Di Đà cho nó dày. Những đức nói vị duyên với Phật A Di Đà cho dày, rồi tự nhiên mình niệm Phật thích liền. Còn bây giờ quý vị lo bao nhiêu việc mà duyên với Phật A Di Đà mỏng là quý vị sẽ không niệm Phật được đâu. Duyên với Phật A Di Đà mà mỏng là không có niệm Phật được. Phải duyên với Phật A Di Đà cho cực kỳ dày. Dòng con của cải mỏng hơn duyên với Phật A Di Đà. Duyên với Phật A Di Đà phải dày hơn những thứ đó, thì tức khắc chồng con của cải không áp đặt được mình. Còn nếu như chồng con của cải vợ mà nặng hơn Phật A Di Đà thì nó áp đặt hoàn toàn vì mình khổ dữ lắm. Nên con người mà có thấy an vui tự tại là do nhờ mình duyên với Phật A Di Đà vậy. Hiểu không? Đó, nên nghe gì rồi nó cởi mở tâm tư. Nếu như chùa chiền mà Phật tử mà điều ngoan gì không thì đúng là Phật pháp thịnh. Phật pháp thịnh vượng rõ ràng luôn. Hiểu không? Đó, nên những cái việc những đức làm thì thấy rõ luôn ha. Làm là giống như mà gọi là đủ duyên là làm tới cùng. Nó lay quay là tới Trung Thu nè, thấy không? Trung Thu tới rồi đó, sắp tới. Bữa nay 24 rồi. Nó là Trung Thu 3 lần. Là chùa của mình nghe, là trước chùa phải là tổ chức trước, cho các cụ với chúng chùa được chơi vui. Rồi bên kia phải tổ chức trước, để cho chúng chùa được chơi vui. Xong ngày 15, chiều thứ bảy là 15, 15 tháng 8 âm lịch là Trung Thu tổ chức tổng kết luôn. Tất cả Phật tử rồi các cụ già, các trẻ em khắp nơi nơi được về dự Trung Thu ngay tổ đình hộ pháp. Nó đang đặt bánh Trung Thu đồ dữ lắm á. Có nghĩa là Trung Thu cũng là danh hiệu A Di Đà Phật để mà mình hướng dẫn người ta nữa. Vì thấy không, ngày Trung Thu cũng là ngày đề học là gì? Là cái gốc từ A Di Đà Phật mà ra. Nên tất cả chương trình của chùa mình đều là ngay cái gốc A Di Đà Phật mà phát triển ra. Thí dụ như giờ người ta chơi đàn Trung Thu đồ này kia đi, thì xung quanh chùa mình cũng nghe niệm Phật, muốn chơi gì đó chưa? Thì từ là cái gốc mới được niềm vui gì. Nên quý vị biết rủ người ta về chùa mình dự Trung Thu thì cũng nghe được cái danh hiệu A Di Đà Phật. Nên tất cả các cụ già, mà có những người già quý vị bị dẫn người ta đi đến đây cho người ta dự Trung Thu, cho người ta chơi. Có khi mà có khi từ nhỏ mà cho tới già luôn mà có khi đâu phải đứa nhỏ nào cũng được chơi Trung Thu lúc còn nhỏ đâu quý vị. Có khi còn nhỏ mà cũng chưa được chơi Trung Thu. Như những đức mà nói mà cái tuổi thơ của những đức có được chơi Trung Thu gì đâu. Quê nghèo cũng chết biết cái vụ đó gì đâu. Không có được. Nên mình nghĩ có những người già cuộc đời người ta cũng chưa được chơi vậy đó quý vị. Nên bây giờ mình tạo điều kiện cho những người già người ta được vui đi. Hiểu không? Người ta vui rồi mình dạy người ta niệm Phật. Đó, nên cái tâm tư những đức là cố gắng. Cố gắng. Rồi nghe nói năm nay là hai tây tháng 9 là nghỉ được 4 ngày đó quý vị. Hai tây tháng 9 nghe nói hôm qua những đức đọc cái tấm giấy người ta mà nhà nước người ta đưa lên cho công nhân nhà nước 4 ngày đó quý vị. Có nghĩa là 1 tháng 9 và tới 2 tháng 9. Là 1 tháng 9 đã nghỉ à. Là thứ 5, thứ 6. Rồi thứ 7, chủ nhật là 2 ngày kia là công nhân viên nhà nước người ta được nghỉ hết rồi, biết không? Từ nơi đó mà nếu mà nói tính ra cũng như 4 ngày. Nhưng Đức thấy, Nhưng Đức đọc rõ ràng trong tấm giấy mà. Thấy trong tấm giấy rõ ràng người ta viết, người ta thông báo á. Cho nên á, ngay ngày 2 tây tháng 9 á, chúng ta tổ chức cái khóa tu đi quý vị. Ngay ngày 2 tây tháng 9 nó cũng ý nghĩa, thấy không? Mà ngay ngày 2 tây tháng 9 nó cũng là ngày Nhân Đức được đẻ ra luôn. Năm nay nó thấy nó cũng ngay chương trình tu hành, phải không? Mà nếu mà mình sắp xếp được thì mình đến thôi, thấy không? Mà mình cũng nên dự cái khóa tu đó, cũng là cái ngày bây giờ mình cũng như là mình cầu an cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ đi. Quý vị cứ nghĩ đi, chọn người ta chết nhiều lắm người ta mới được cái ngày đó chứ. Thấy không? Cái ngày giải phóng dân tộc đồ này kia là đều là bao nhiêu con người nằm xuống mới được mình bình yên. Tại sao mình không dùng những cái ngày đó để mình tu hành mà nòi hướng? Bây giờ bao nhiêu con người đó người ta chết người ta chưa siêu đó cho quý vị biết. Bây giờ mình chân thật, bây giờ mình tu mình hồi hướng cho người ta đi. Ngày đó nào là mình niệm Phật lễ Phật, mình nghe pháp, mình phóng sanh, mình cũng đi thực. Nó mình mời tất cả những chiến sĩ chặn vong mà ta chưa siêu thoát về đây để hưởng tài thọ thực, nghe pháp niệm Phật. Trời ơi, cái tâm của mình nghĩ với người ta thì người ta cảm ơn mình chứ.
Bây giờ quý vị coi một con người cô đơn quạnh quẻ, cô hồn là cô đơn chứ gì. Bây giờ quý vị tưởng nhớ hồi hướng cho người ta vui không? Bây giờ quý vị tu xong, quý vị chỉ cần hồi hướng á, nguyện hồi hướng cho chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Nghe vậy thôi là người ta vui rồi. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị là nghĩa chết rồi mà chưa được biết tên tuổi gì cả. Cô hồn mà chết khóa thai chưa có tên tuổi gì, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Từ nơi đó chưa được thờ cúng, không có tên tuổi, mà mình vẫn hồi hướng cho người ta nghe, cái trong lòng ta ấm áp liền, người ta vui. Nó nên cái tâm tu của mình nghĩ gì người ta vậy. Âm siêu thì dương lỡ, người âm không siêu là người dương phiền phức. Cho quý vị biết, cái ngôi chùa mà không tu hành quý vị vô phải là âm khí không? Quý vị đi cái ngôi chùa nào mà không tu quý vị bước vô âm khí liền ha. Quý vị chỉ cần bước vô chánh điện bàn linh thôi, quý vị thấy nó lạnh không? Là âm khí, âm khí là lạnh. Nên từ nơi đó mà ngôi chùa không tu thì âm không siêu, mà âm không siêu thì người dương sợ, còn âm siêu thì dương thịnh, hiểu không? Nên quý vị phải nhớ rằng mình tu á, là vì chúng sanh thì tức khắc mình an lạc liền. Nên ngày ví dụ như 30/4 hay tây tháng 9 mình nên dự làm cái khóa tu. Bây giờ bao nhiêu người ta đi chơi chỗ này chỗ kia, nếu quý vị đủ duyên thả vì đi đến chùa mấy ngày đó, vì dự tu còn ngon nữa. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, rồi quý vị ở đây mà sắp xếp được thì mấy ngày đó mình đến mình tu. Nó hoặc là bằng ngày mình tu rồi chiều mình về nhà rồi sáng mình đến mình tu. Nó mấy ngày lễ sắp xếp được vì vợ con đi đến đây ở tu, 3-4 đạo tràng mình ở tu qua hộ pháp cũng được. Thì hai tây tháng 9, bây giờ 1/5 nghỉ đúng không, mình gia đình này kia đúng không, 2 tây tháng 9 bắt đầu là mình dự cái khóa tu, như cộng tu ngày chủ nhật gì luôn, như cộng tu ngày chủ nhật luôn. Rồi chiều lại những đức cũng là chia sẻ Phật pháp với vị y gan ngày lễ, hiểu không? Vậy thì mình tạo chương trình khóa tu của một ngày 2 tây tháng 9, cái ý nghĩa vô cùng quý vị đó. Nên mình cầu an cầu siêu cho tất cả chúng sanh, nên phát động cái chương trình tu nghe quý vị. Bây giờ kiếp nạn dãy đầy nên mình nó càng tạo khóa tu nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị nghe được pháp môn Tịnh Độ, cố gắng niệm Phật để cuối cuộc đời chúng ta hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Tháng này là tháng 7 nên khắp nơi nơi chúng ta đi chùa rất là đông. Mình rất là đủ duyên mình đến ngôi chùa chuyên niệm Phật, có hướng dẫn Phật pháp và có niệm Phật lễ Phật, xong rồi có thiết thực còn phóng sanh. Nên chúng ta rất đủ duyên mới đến được những cái nơi ngôi Tam Bảo vậy. Nên mình nương vào cái đại chúng này để mà mình vừa nghe pháp, mình dụng công mình tu, mình đem cái công đức này mình hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, thì nó rất là có hiệu quả. Chính mình về đây mình tu, mình an lạc, mình vui, nghe pháp mình vui cười, mình thoải mái trong tâm tư. Đó là cái chỗ thù thắng mà chúng ta nghe được Phật pháp. Nên chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng tu tập gì, từ niệm Phật, nghe pháp và lễ Phật, phóng sanh cũng đi thực, chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, và tất cả các cháu nhỏ đều được thừa hưởng những công đức này. Mà các cháu ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ, những cháu bệnh hoạn eo ọt khó nuôi thì nhờ cái công đức này mà hóa giải nghiệp chướng, các cháu khỏe mạnh, biết nghe lời cha mẹ, lớn lên hiếu thảo, làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, tất cả những người chết mà
chưa được siêu thoát hay chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới hay chiến tranh, chết rất là nhiều. Nên chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả những cô hồn chư hương linh chết chưa siêu thoát nhờ hưởng được những công đức này. Mà nguyện quý vị sáng suốt nương vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, chân thật niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, báo thù báo oán. Phật dạy quan gia nên giải không nên kết, nên nghe được pháp môn niệm Phật nên chân thật niệm Phật, hướng về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chung ngà, nhờ cung từ thực biến thập phương, nhất tiết Phật từ cộng nguyện dị tự công đức phó cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung á, ngã kim tí nhự cung từ thực biến tập phương, nhất tiết hồ tình công nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung từ thực biến tập phương, nhất tiết cô hồn công nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng tình Phật đạo. An một lụng lăng ta bà ha, ta bà ha, một lụng lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, u vị vô danh nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta quy y cho các chú chim này, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra ở trong ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.